Chào Diệu Lê. Tránh Michael Bách. Dạ vâng, em chào anh trai. Chào Phạm Huy Đức. Chào Hùng Trần. Chào Trần Văn Chờ. Em bây giờ mắc bệnh livestream rồi nên là cứ phải lên đây thôi. Chào anh Thành Trần Trung. Eo chào cánh lan rừng. Dạ em nay phải là cánh lan rừng nó mới đã là cánh lan rừng thì mới chịu được phong ba bão táp. Em phải là cánh lan rừng em mới chịu được phong ba bão táp và với nắng gió Tây Nguyên nữa chứ. Người gì mà nhìn Phúc. Trời ơi em bây giờ em mang đủ thứ loại mũ rồi. Cảm ơn ạ. Thơm Nguyễn. Thơm Nguyễn là ai đây ta? Lạ lạ, cái tên lạ lạ nha. Chào Hoàng Phi. Con chào chú Thanh Nguyễn. Chào anh Khoan Đỗ. Chào Diệu San. Diệu San ơi rảnh ông lên 8. Diệu San. Diệu San ơi rảnh ông em gửi yêu cầu cho chị có camera rồi chị mời em lên 8. Chào anh Khoan Lê. Chào Trần Tiến Hưng. Không chịu được là sao? Dạ đúng rồi, đến giờ này là hết chịu nổi rồi, nhớ mọi người lắm. Trời ơi, em là em lên đây là em cứ phải nhìn được những cái tên này à. Dạ con chào chị Hương Thanh. Lúc đấy em thấy chị trên nhà Lưu Ly cơ mà. Thì chị ở khắp mọi nhà rồi nhưng mà chị chịu không được à. Lấy thấy đổi tên đó. Ừ. Bây giờ chị phải đổi tên để chị cứng cáp để chịu với phong ba cáp. Rồi em nói mọi người ngay từ đầu mà, bỏ qua hết, mình cứ đường mình bước thôi, còn người ta có thể là bỉ ổi thế bỉ ổi nữa, mình vẫn bỏ qua mà, có vấn đề gì đâu. Nên là kiểu mọi người cứ phải học buông bỏ. Nó chửi ba que, nó chửi kinh lắm, chửi lắm. Lúc mà em vào trong các cái diễn đàn của mấy thằng Benny Trương Tân Thái là chúng nó tập trung vào đánh hội đồng em luôn, nhưng mà em chỉ bảo là chúng mày có sức chúng mày cứ chửi đi tao, một là tao miễn dịch ba que, hai nữa là tao thấy chúng mày chửi tao nghe nhưng nghe hát ấy. Công nhận, nhưng mà phải công nhận ba que thì nó luôn luôn là giỏi xuyên tạc đúng không? Nó đúng giỏi rồi. Xuyên tạc vu khống, trời ơi công nhận ba que phải nói. Chị nói với em á, nếu nói mà cấp bằng cho ba que là nó phải giỏi nhất trên thế gian này, không có cái nước nào, không có cái người nào mà giỏi xuyên tạc vu khống bịa đặt bằng ba que. Đúng rồi, không phải đâu chị ạ. Ở nhà nào em nói là ở đất nước nào nó cũng có ưu nhược điểm và nó cũng có những cái bất cập của quốc gia đó, kể cả Mỹ là cái quốc gia cường mạnh nhất về kinh tế, về vũ trang, rồi là vì mọi thứ, nhưng nó cũng có rất là nhiều người thất nghiệp, rất là nhiều người gọi là homeless, vô gia cư, đúng không chị? Rất là nhiều người nó có hàng phố homeless cơ, là một cái gánh nặng của Mỹ. Và Việt Nam cũng vậy thôi, mà nếu mà xét ở cái mặt bằng chung ấy thì Việt Nam phải khắc phục hậu quả chiến tranh, rồi là trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, bao nhiêu của cải vật chất, thậm chí cả con người bị thất thoát trong chiến tranh rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ chị mới nói với em như này này, nếu nói về cái Đảng Cộng sản, nếu nói về nhà nước Việt Nam thì không bao giờ cần phải giải thích với bất cứ bố con đằng nào. Đúng rồi. Đúng không em? Chưa bao giờ những cái người mà có lý tưởng cộng sản chưa bao giờ phải đi giải thích cho bất cứ một cái thằng kẻ thù nào hay cho bất cứ cái thành phần ba que xỏ lá nào. Em công nhận không? Đúng rồi. Đó, em từ chỗ đó là các nước trên thế giới người ta nhìn nhận vào, người ta sẽ thấy à, hóa ra những cái thằng mà ăn không nói có, ăn tục nói phép, và thậm chí là kiểu như là vu khống bịa đặt, là toàn cái dạng ba que xỏ lá không thể tin tưởng, đúng không? Em không đúng không? Em thấy là cái bọn ba que xỏ lá này có rất là nhiều nước ngoài mà người ta là gốc Mỹ, Mỹ trắng hẳn hoi, người ta còn hát cái ca khúc, hát ca khúc của Việt Nam này, và họ có thể sang Việt Nam họ sinh sống hoặc là họ rất là yêu cái văn hóa của Việt Nam, nhưng mà chính cái con người Việt Nam là những cái bọn ba que đấy, nó là những cái người mà nó bôi nhọ, bôi xấu quê hương vô cùng. Chúng nó thực sự là xét để mà nói về cái đạo đức con người này chúng nó không có. Đấy. Đúng mà... rồi, chị nói với em rồi, đã là ba que xỏ lá không bao giờ nó có lương tâm và đạo đức làm người. Đúng vì rồi. Nó đã mất cái chị nói với em rồi, nó đã mất cái gọi là cái gì, cái lương tri trong con người, nó không có lương tri và không có lương tâm đạo đức làm người. Con người nó chỉ có gì em biết không? Nó có lòng em đố kỵ, ghen tị, đố kỵ. Đúng, và đó. Em đấy. Chỉ được cái trời ơi, đúng là ước gì em gặp được nàng, hai chị em mình phải nói là đúng là song kiếm hợp ích. Và thì chắc chắn là như thế này là chị em mình cũng có duyên rồi, thì sau này còn cái công cuộc này còn dài lâu lắm, thì có khi em đi vào trong đó du lịch thì chị em mình lại có cơ hội gặp nhau. Em trên đời này á, là những người mà chính nghĩa, những người mà chân chính ấy, họ luôn luôn căm thù những cái thành phần ba que xỏ lá, đúng không? Đúng rồi. Mà khi mà những cái thành phần ba que xỏ lá đấy, mà những cái người mà người ta có trí thức ấy, là người ta không bao giờ đấu lại và không bao giờ nói lại. Người ta cho rằng rẻ rách, rẻ và rác rưởi, chị em hiểu không? Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cũng như là đó, cái bọn cũng trong cái bài thơ mà hôm bữa ai nói nhỉ, ai nói là cho cứ sủa là người cứ đi đấy. Cái câu đấy em nói trên diễn đàn chị Hà My hôm đấy, em thấy bức xúc quá. Đấy là chúng nó cứ đánh phá chị hết, là anh Bằng rồi là mọi người. Thì em bảo đúng rồi, tại vì em cũng quen những cái anh bộ đội ấy, ở Bộ Quốc phòng mình ấy. Thế anh ấy kể chuyện là những cái hôm buổi đêm đi hành quân, mà đi hành quân thì buổi đêm đi thì hành quân thì rất là hùng dũng, đi cái tiếng chân nó mạnh và rất là hùng dũng. Thì đi qua các cái làng, cái xã buổi tối này thì con chó nó cứ sủa. Còn anh ấy kể là có người còn quay lại đáp cho con chó kêu hoang ảng ấy. Con vẫn đấy, chó thì vẫn sủa, đoàn người vẫn cứ hành quân, vẫn đi đấy. Nên là chúng nó không kệ chúng nó. Một là bọn ba que thì mình chống lại cái luận điệu, mình chứng minh cho những cái người dân ở trong nước còn thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết về xã hội, về cái sự phát triển của đất nước này, để người ta ngộ ra, người ta hiểu ra và người ta thêm yêu quê hương đất nước này. Còn những cái thành phần như nó chống phá những anh chị em yêu nước đấy, cũng coi khinh mà cũng bỏ qua luôn. Kệ chúng nó sủa là sủa, mình bỏ qua hết, mình không cần phải chấp trước với chúng nó làm gì. Chị đã bảo rồi, chị nhiều khi mình không quan tâm đến họ mà họ cứ quan tâm đến mình, chứng tỏ rằng họ thích mình và họ thèm muốn được như cô ấy, được như mình ấy. Đúng rồi, kiểu như thế. Họ rất là đố kỵ mấy cách được nhiều người yêu thương, mới bằng một cái tấm lòng, gọi là chị em mình ví dụ như có bảo vệ nhau thì không phải là vì tiền, không phải chị cho em tiền hoặc là chị nói cái gì mà ví dụ như em ấy, có thể em sai, chị góp ý đấy, là cũng là rất là trân trọng cái sự góp ý chân thành đấy, đúng không? Con người ta ở nhân vô thập toàn mà. Nhưng mà các chị thì luôn luôn được mọi người yêu quý bằng cái gọi là tấm chân tình ấy, thì những cái người ta có lợi vụ kia thì người ta đố kỵ đấy, nên là người ta quay ra đánh phá chị. Và thậm chí có những cái đứa mà nó điêu một cách là quá là gọi là điêu toa, một đến nỗi nó bảo chị là liên lạc với chồng nó để mà vay tiền. Thì em nghĩ không có phải là kể cả người nhà mình, không phải mình cất lời mà vay, thật sự ăn trong nồi ngồi chung hướng và ăn tùy lúc, chứ không phải là chỗ nào mình cũng vay, kể cả người nhà. ai thật sự thông cảm và tin tưởng mình vay. Còn những cái người mà chưa cảm thấy, chưa tin mình mấy, mình tự trọng, mình không bao giờ mình thèm hỏi vay. Đấy, nên là một cái người xa lạ ở tận đất nước nào ấy, mình bảo, nghe nói cái người ta bảo là rất là nhiều người nói chụp mũ cho những người khác. Nhưng em thấy là em bảo mọi người là mình có cái trí tuệ của mình phải biết phân biệt được, đúng không? Kể cả ba que đấy nó nói đủ các thứ, rất là nhiều người trong nước tiếng. Em thấy không? Những người có trí tuệ em... thì người ta phải tóc đẹp như vậy mà còn chê. Em thấy không? Ba que xỏ lá thì có bao giờ mà nó, những cái thành phần ba que xỏ lá không bao giờ nó nghĩ đến cái nhân cách, nó không bao giờ nó nghĩ đến đạo đức, mà nó cũng không bao giờ nó nghĩ đến lương tâm. Nó không có lương tâm. Và nó, những cái thành phần ba que xỏ lá em thấy nhá, ngay như những cái lịch sử Việt Nam mà hay là những cái về con người Việt Nam, rõ ràng ở Việt Nam bây giờ sống sung sướng như thế này nó vẫn xuyên tạc, đúng không? Đúng rồi. Đúng đấy. Không? Mình, cô bác anh chị em, mình cứ càng chứng cái điều đó thì chúng nó lại bảo là mình ngu, nhưng mà không biết là đứa nào ngu. Nhưng mà em thấy này, bọn gọi là cái bọn ba que xỏ lá ấy, em thấy là nó có một cái sở thích, em thấy phát hiện ra là sở thích thích người cứt mùi thối, mùi rác, mùi thối thì là, hoặc là phân ấy, nó thối thì nó độc bới ra nó ngửi thôi. Còn bao nhiêu cái thứ tốt đẹp thì nó không muốn nhìn vào, mà nó cũng không muốn thưởng thức những cái, ví dụ như là những cái tinh dầu thơm hay là những cái nước hoa tinh túy nhất, mà nó chỉ thích người phân với người cứt, người rác ấy. Đấy, mà chị nói với em cái này nhá, em ba que xỏ lá là nó có một cái khác người bình thường á, nó khác một cái người bình thường là như này này, tức là không bao giờ nó nhìn nhận được cái tốt của người bình thường, mà nó chỉ là có nghĩa là nó có biết được cái đó là tốt, nhưng mà nó cũng không bao giờ nó nhận. Đúng rồi. Lúc nào nó cũng cho là người ta là xấu. Thực ra đúng trong rồi. Cái lương tâm, tư tưởng, đạo đức là của nó đâu có ý tốt với ai bao giờ đâu. Đúng làm rồi. Sao mà nhìn thấy được cái tốt của người khác. Nó đúng chỉ rồi. Cho nó là nhất, và nó chỉ cho nó là những cái thành phần ba que xỏ lá. Chị nói mẹ em là phải nói là cái thành phần mà bần cùng của xã hội này. Dù đúng rằng rồi. Nó khoác trên người những cái tấm áo rất là cao sang, rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng cái lương tâm nó không có. Người ta bảo là lương tâm, cái chữ tài đi với chữ tâm, đúng rồi, thì luôn luôn sẽ có chữ tầm, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thế thôi. Đúng cái bọn ba que này tổng kết lại ấy, em thấy là những cái người là thứ nhất là có công ăn việc làm này tốt, tức là có công ăn việc làm tốt để có địa vị xã hội này, rồi là có kinh tế, có chỗ đứng, thì hầu như là họ không nghĩ đến cái chuyện chống phá đâu, và người ta có cái tư tưởng rất là ủng hộ nhà nước Việt Nam. Nhưng những cái thành phần ba que em thấy là đọc cái bọn là hôm nét là một, với hai nữa là cái thành phần áo em màu. Dạ. À, mắt nó tối thui à? Cái gì chị? Ý là các anh ấy bảo là tại sao nay hai cô lại mặc áo màu vàng hết, nói chuyện là màu cam mà, đúng không? Vâng. Đúng rồi, Lay Tự Yên này trùng hợp chị mặc màu vàng, em mặc màu vàng. Đây, nó là bọ cánh cứng chuyên làm chuyển hóa chất thải của người đời thải ra. Uze Trương Nhâm, rất hay, câu này rất hay này. Đúng rồi, bọ cánh cứng con bồ hung đấy chị. À đúng rồi. Cái con đấy có bao giờ mà nó ấy được đâu. Bà Nhiên thoát ra ngoài vào để cho các camera đi, xong lát nữa Diệu San mà có xuống thì em mời chị lên chém về đề tài ba que. Ngày hôm nay đề tài ba que hơi bị sôi nổi trong ngày húng học, cứ thoát ra ngoài đi. Mà cái em thấy là những cái thành phần, một là đi làm công ăn lương nó chẳng được đáng bao nhiêu tiền, nó cuộc sống bên đấy nó cũng cảm thấy là rất là khổ. Hai nữa là như cái bọn Ngô Kỷ ấy, bọn gọi là hôm nét đấy, những cái thành phần bần cùng xã hội nó mới chống lại đất nước Việt Nam thôi. Hoặc là những cái thằng mà nó, em thấy là những cái thằng Benny Trương hay là Tân Thái thì chị bảo một ngày nó live stream 2 tầm, mỗi tầm 4 tiếng thì nó vô công rồi nghề thế. Tức là nó bọn đấy là nó là tiền thì không có nhưng mà triệu phú thời gian. Tức là mình đã bảo rồi quay lại vẫn thấy nó livestream, mà một ngày nó livestream không biết mệt mỏi. Có những lúc diễn đàn nó cũng có 1.000 người, nhưng mà cũng có lúc em chỉ thấy là có hơn 200 người thôi. Mà nó cứ suốt ngày mà cũng cảm thấy là mệt mỏi, mà tức là nó tiền không có nhưng mà triệu phú thời gian. Phải nói là đúng là ba que là triệu phú thời gian. Chị bảo này nhá, ba que là nó là chuyên gia của xuyên tạc và bịa đặt. Ba que là nó là ông tổ của cái người vu khống và bịa đặt, là sư cụ sư cụ của gì, của đó đúng không, chụp mũ nữa, chụp mũ điêu toa nữa, điêu toa, đúng rồi đấy, tất đố kỵ ganh tị đấy, ghen tị. Sợ. Ai bất cứ một ai mà nó chẳng cần biết là ai, nhưng mà ngồi ở trên cái vị trí lãnh đạo cao của đất nước Việt Nam là nó xấu, là nó nói bác Trọng là một cái người mà nhân dân Việt Nam tôn trọng và cũng kính phục. Bác là một cái người của cái thời kỳ đổi mới này mà bác làm được rất là cái nhiều điểm nhấn cho đất nước Việt Nam, nhưng mà nó lại bảo bác là lú đấy. Thì chị đấy, bảo rồi nó... Chị nói với em nhá, những cái loại mà ba que xỏ lá, khi mà nó nhìn về người khác hoặc khi mà nó nói về người khác, người ta không phải như vậy mà nó vẫn nói như vậy được, thì chứng tỏ là nó, tức là nó nói trên cái miệng của nó mà cái đầu nó không nghĩ, và cái lòng dạ, lòng dạ nó là nó đố kỵ và nó chỉ muốn được như cô ấy. Nhưng mà bản thân nó không được, đúng không? Đúng rồi. Có những thằng nó rất là mất lịch sự mà nó rất là bỉ ổi. Nó như chị Hiếu Ngọc thì chắc là em chưa gặp chị ở trên các cái diễn đàn của mấy cái thằng ở bên nước ngoài ấy. Nhưng mà em vào đấy rồi cái lũ chó ấy, nó một lũ sâu xé vào em, nó như kiểu là lũ chó đói, như lũ sói đói ấy. Nó nhìn thấy con mồi là của nó thi nhau và nó cắn xé. Nhưng mà nó nhầm. Đây tu rồi nhá. Diệu San có tu rồi nên là buông bỏ hết. Chúng mày chửi, chúng mày có thích chửi như nào, chúng mày chỉ mỏi mồm. Có thuộc em Nguyễn Trì, chị không có thuộc về 10 cô gái anh hùng Việt Nam tiêu diệt lính Ngụy, em có thuộc không, nói cho mọi người nghe. Tại vì không nói Ngụy nữa nên chuyển thành ba que xỏ lá vì Ngụy chết rồi. Đúng rồi, Ngụy chết rồi. Bây giờ là em nói ba que xỏ lá, cả nhà phải để cho em nói ba que xỏ lá. Tất cả những thành phần nào mà xuyên tạc bịa đặt em cho là ba que xỏ lá hết, và phải căm thù, phải nguyền rủa nó cho đến khi nào mà nó bệnh tật, nó chết, mà nó mang hết bệnh tật trong người mình. Ủa, chị nói với em nhé, những cái thành phần nào mà ba que xỏ lá mà nó nói xấu vu khống chị á, chị nói với em á, bao nhiêu bệnh tật của chị tự nhiên chuyển hết qua sang nó, trời ơi, tự nhiên. Đúng rồi, nó lĩnh nghiệp cho chị mà, nó lĩnh nghiệp cho chị mà, nó lĩnh nghiệp cho em mà. Đúng rồi. Nó cứ bảo là nó cứ rủa mình bị ung thư, nhưng mà chính nó đang mang mầm bệnh ung thư mà nó không biết. Mà bên nước Mỹ nhá, có đứng thứ 5 thế giới về ung thư, còn thì Việt Nam đứng thứ 78 thế giới về ung thư, nên là nó đứng top đầu. Bây giờ cả Úc này, năm cái thống kê mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO này là Úc đứng đầu đấy. Tháng hôm một cái thằng ở bên Úc nó nói là tỷ lệ ung thư ở Việt Nam lớn nhất thế giới. Nhưng mà cũng qua những cái chương trình hoặc là mình cũng tìm hiểu thêm về các cái kiến thức xã hội thì mình cũng nắm được thêm. Thì Việt Nam đứng thứ 78 trên 172 nước trên thế giới cơ. Còn Mỹ là đứng thứ 5 top đầu thế giới luôn. Đấy. Đây này, ông là một phương gì? Tù túng lương tâm, chúng căm đời vì mất nghề buôn bán hận thù. Đúng rồi. Nói chung là nhiều khi là cái con người mà nó nhiều khi nó cuồng mình quá, nó thích mình quá, nó cũng xuyên tạc được Diệu San. Đúng không? Đúng rồi. Chị ơi, những cái phụ nữ sang bên nước ngoài, bên Úc hay là bên Mỹ nhá, người ta nói này, thứ nhất là trẻ em này, thứ hai là phụ nữ này, thứ ba là chó, thứ tư là cái cây thiên nhiên đấy, thứ năm mới đến đàn ông. Thì những cái phụ nữ ở bên đấy ấy, nó tức là làm bà, làm vương, làm tướng, tức là đội là ngồi lên đầu chồng, nó quen rồi, nó có thể là không ấy là nó sẵn sàng nó bỏ chồng luôn. Chứ còn mơ ước nhá, những cái người phụ nữ Việt Nam này này là công dung ngôn hạnh đấy, là rồi là ba đảm đang phụ nữ đấy, giỏi việc nước, đảm việc nhà, hoặc là như chị Hiếu Ngọc ấy thì cũng rất là đảm việc nhà và cũng giỏi việc nước, chống ba que, đúng không? Đây là mình cũng làm em đừng nói mà... dỗi rồi sinh ra nông nổi thôi, em đừng có nói vậy đâm mang tiếng. Không, người em ta... cho là chị là giỏi việc nước, đảm việc nhà đấy, thì em thấy chị là một người phụ nữ rất là tần tảo và cũng rất là nhiệt huyết chống ba que này. Nói thì nói vậy thôi chứ thật sự là mình cũng làm được những qua những cái kênh truyền thông mà em mới biết các chị đấy, qua YouTube thì nhiều người biết đấy, thì em mới biết ở cái lĩnh vực này. Chứ em cũng đầu tiên em cũng nghĩ là ở Việt Nam là bình yên lắm, ở trên em là hình như là đố ai nhìn thấy ai ở Lào Cai chống ba que đấy, mỗi em đẻ loi chống ba que rồi, còn mọi người thấy bình yên lắm. Thì đó, mọi người bảo em lên livestream mà mọi người không hiểu cái gì cả, mà hầu như là những cái mà mình đăng về ba que rồi ít like lắm, tại vì bạn bè mình là không hiểu cái chuyện này nó như nào. Có chị em mình vào thì mới biết được thôi đấy. Trời ơi, đúng rồi, em không thể nghĩ họ xuyên tạc không biết ngượng như vậy. Em ơi, chị nói này nhá, những cái người mà họ xuyên tạc bịa đặt đấy, mà họ vu khống cho người khác ấy, là cái lương tâm họ không có. Cha mẹ họ đẻ sinh họ ra cũng chỉ giống như là một cái gọi là cái hình hài là con người thôi, chứ còn thực tế là cái tâm của họ là ác quỷ mà, đúng không? Cái tâm của họ là ác quỷ, chứ còn nếu mà họ mà là con người á thì những cái thành phần ba que xỏ lá này nó đã biết đúng sai, trên dưới phải trái, và nó phải biết là nó phải biết là sự thật, và đấy, ý là như thế. Cái con người người ta phải có gốc, cái đức là cái gốc của con người, cái đạo đức là gốc của con người, và con người sinh ra nó phải có gốc chị ạ, phải có nguồn gốc xuất xứ, phải có quê hương. Mà đương không, mà chị nói với em những cái thành phần ba que xỏ lá đấy, nó nói có bao giờ mà ấy đâu. Cảm ơn em Duy Nguyễn nhé. Đó, xin lỗi Lưu Ly, ngày hôm qua hai chị em đang live mà tự nhiên chị có điện thoại mà chị tắt đi, thì không, đến lúc chị vào thì cái live nó cũng dừng rồi, thế thôi chị dừng luôn. Thế thì chị nói em là khi mà cái người mà đã gọi là ba que xỏ lá thì đúng là nó có nòi giống và nó có truyền kiếp đấy em, sau này đến đời con đời cháu của nó cũng vậy luôn, đời con đời cháu của nó cũng vậy luôn. Nó đúng sẽ rồi. Có những cái mà tức là lương tâm, tư tưởng, đạo đức là không có rồi, nó sẵn sàng là gọi là ấy rồi. Duy ơi là Duy Nguyễn ơi, câu view cho chị với, chị lên đây câu view mà em không vào ủng hộ là chết chị rồi. Chắc là cũng nhiều khách đang đợi dưới đấy. Nói nốt một chút nữa thì vừa nãy anh gì nhỉ, anh Khoan Lê à, anh ấy nói là bọn chúng nó bị bóc lột đến tận cùng mà chúng nó không biết đấy, đúng thật đấy chị ạ. Cái đặc trưng của tư bản này, tư bản là nó sở hữu cái công cụ sản xuất và là đặc trưng của nó là bóc lột. Tại sao mà có những cái cuộc cách mạng từ những cái năm trước ấy, khi mà tư bản nó thời những năm ở thế kỷ trước ấy. Từ ngày hôm nay em đừng có nói lịch sử với chị, ngày hôm nay em phải nói là ba que xỏ lá. Không, tức là nó nổi lên là... những cái cuộc đấu tranh mà tăng lương và giảm giờ làm. Đấy là đấu tranh với chính là tư bản chủ nghĩa, chế độ tư bản, đúng không? Thì mới sinh ra cái chế độ là xã hội chủ nghĩa của mình. Đấy là cái gốc gác mà để mà sinh ra thì những cái người đấu tranh với cái tư bản ấy, chính là những điều cái sao? Người em nói cái đấy chị lại phải nói em như này, cho chị nói cái này một cái, tức là không biết là em hiểu một cách, chị hiểu một cách nha. Ở đây á là chị ngày hôm nay là chị chỉ muốn là đấu ba que thôi, nhưng mà em nói về cái cái chuyện mà ba que nó đang chống cộng sản phải không, thì chị mới nói là chúng nó làm sao chống trong khi chúng nó bây giờ mới tư bản, mà mình vượt qua tư bản, vượt qua xã hội chủ nghĩa, bây giờ mình đến chủ nghĩa xã hội rồi, chứng tỏ là mình vượt qua chúng nó, mình đang trên con đường rồi, cho nên là khỏi nói em ạ, mình trong thời kỳ quá độ chị ạ, đang rồi, trong thời kỳ quá độ, mình đang trên con đường đấy đấy, cho nên là chị mới nói là bây giờ ngày hôm nay và từ nay trở đi chị cứ ba que chị chửi chừng nào ba que nó chết thì thôi, và chừng nào ba que nó câm miệng lại thôi, chứ còn không chị cứ ba que chị chửi, những cái khác không quan tâm nữa, đã có đảng nhà nước lo. Đúng rồi. Rồi ai nói vào đây mà nếu mà lên diễn đàn của Hiếu Ngọc phải chửi ba que, còn nếu không chửi ba que thì Hiếu Ngọc cũng không mời lên. Đó, chị thông báo trước cho mọi người biết là như thế. Và em nếu như mà em ủng hộ chị, em phải nói về ba que. Bởi vì sao chị nói với em ba que xỏ lá là chị đã nói với em là tất cả những thành phần ba que xỏ lá. Ngày hôm nay chị không nói người Việt, người nước ngoài hay là người trong nước, chị không nói, mà chị nói những thành phần nào mà ăn không nói có, ăn tục nói phép, vu khống bịa đặt là thành phần ba que xỏ lá. Mà những thành phần ba que xỏ lá này chị đảm bảo với em rằng cuộc đời của nó cũng như là cái miệng nó nói ra, khi ăn không nói có thì sau này nó vận vào thân nó hết. Chị đảm bảo với em vậy á. Còn chị thì cả ngày cứ sinh. Đúng rồi, người ta bảo tâm sinh tướng mà, tâm nó trong sáng thì tướng nó xinh đẹp mà chị. Còn cái những cái đứa mà tâm nó đen tối thì trông nó như con rô xi đào đấy. Trông như là cái con cũng không muốn rửa nó đâu, nhưng mà vào trời ơi, em ơi, con lợn đái ấy. Ba que xỏ lá là nó cho chị là khắc tinh của nó, cho nên là hồi nào lúc nào nó cũng có thể xuyên tạc bịa đặt và nó nói xấu về chị. Mà chị nói với em nhá, những cái thành phần ba que xỏ lá này á là nó như kiểu sắp dẫy chết ấy, cái kiểu là cái con người mà gần chết rồi ấy, là cái miệng nó không bao giờ nghĩ đến cái tâm. Còn thường thường như chị em mình làm, mình phải nghĩ ủa mình làm cái việc này có đúng không, nếu không đúng thì có phải là con mình sau này nó gánh hậu quả không, hay là bản thân mình có. Ngày xưa ấy là chị nói với em ấy nha, ngày xưa là người ta nói là cái gì nhỉ, quả báo, nhưng ngày nay á là quả báo hiện tiền. Cho nên chị nói với em tất cả những cái con người nào mà nó dẫy nhá, nó gần chết là nó dẫy ghê lắm, cháu nó dẫy đúng rồi, dẫy dã man. Chị nói với em những cái thành phần ba que xỏ lá nó dẫy dã man và nó sắp chết rồi á, cái kiểu như thế. Cho nên là khi nó dẫy rồi ấy là nó cùng quẫn rồi, cho nên trong đầu nó không có trí thức, không có lương tâm. Và khi nó không có lương tâm rồi thì có nghĩa là nó chó cùng cắn cậu, gặp đâu nó thấy. Đó, chị nói với em tiếp đi. Đấy mà chị thấy là những cái thành phần ba que xỏ lá là nó làm toàn những việc thất đức. Thứ nhất là nó xúi dục những người dân lành của Việt Nam ấy, và những cái người dân ít hiểu biết, bao nhiêu người vào tù vì chúng nó rồi. Riêng cái vụ mùng 10 tháng 6 đã mấy chục người vào tù với chúng nó rồi. Bởi vậy cho nên chị nói với em nhá, cái thành phần ba que xỏ lá nào mà những cái chuyện không có mà nó làm cho có là nó bị đi tù, nó bị coi như là những cái thành phần ba que xỏ lá này là nó sẽ bị coi như là một là khẩu nghiệp. Trời ơi, mình nói cho người khác nhá, mình nói xấu cho người khác, mình nói không đúng cho người khác, ngày mai nó sẽ là mình bị vận vào. Đúng rồi. Hồi nào giờ em biết hả? Đúng rồi, em biết mà, em là người mà đã quy y Phật pháp và em rất là hiểu, em giác ngộ được Phật pháp và em rất là hiểu cái luật nhân quả ấy. Gieo nhân nào gặp quả đấy, mà chúng nó chuyên gieo quả đắng thôi, gieo quả đắng, gieo quả cay, nên là nó sẽ phải gặp quả đắng quả cay, chứ không có lý là nó gieo quả ốc mà nó lại gặp được quả cam cả. Để cho chị dập cái thằng chó đẻ này, cái thằng coi như là đây là thuộc cái dạng mà ba que xỏ lá này, cái thằng này nó dẫy chết này, chị cho nó xuống hầm cầu này, thằng Hùng Cali này cho mày đi này, đồ thứ chó, mày dám vào nhà chị mà mày lại dám chửi bác à? Dạ em mới học một lớp chính trị, sau qua một đêm em học chính trị ngay từ chính bản thân em. Không xuyên tạc, không phải ba que. Anh Vương Hùng lên, Diệu San xuống, Diệu San hôm nay để ý với chị. Vâng, cho em chào mọi người nhá, mời nhiều người lên cho nó vui nhá. Rồi, cảm ơn em. Anh Vương Hùng, chào mọi người. Rồi, xuống. Vương Hùng ơi, anh Vương Hùng ơi, hôm nay nói về đề tài ba que với em. Anh Vương Hùng, em đang mời anh lên. Anh phải lên đây để chiến đấu với ba que cho em. Đừng có nói mà anh rớt xuống là em quýnh anh chết nha. Không nói láo, không phải là ba que. Bảo Ngọc mà hôm nay vào đây là láo là chị cũng cho em vào. Hello. Ba que thôi. Xin chào Hiếu Ngọc, chào tất cả anh chị em ở diễn đàn. Dạ, anh, em mới học hết lớp 3 lớp 3 trường làng á. Mà bây giờ em định nghĩa về cái từ ba que xỏ lá như này có đúng không anh? Anh là người lớn tuổi hơn và anh ít nhiều em nhìn anh vừa phong độ vừa có trí thức, anh giải thích cho em cái này có đúng không nha? Tại vì em hôm nay chửi tẹt ga luôn anh Nguyễn nha. Hôm nay em chửi ba que tẹt ga tại vì thứ nhất, những cái thành phần ba que xỏ lá có phải là nó chuyên đi xuyên tạc, chuyên đi vu khống, chuyên đi bịa đặt và chuyên đi nói những sự việc không có và chụp mũ cho người khác không? Trong khi họ không làm gì mình. Anh giải thích em có đúng không? Em hiểu như thế không biết có đúng không? Anh giải thích dùm em. Rồi, xin cô Hiếu Ngọc là chào anh Tư Tân Bình, bởi vì anh ấy rất là lớn tuổi ở trong diễn đàn của em. Dạ. Thực ra thì cái chủ đề của Hiếu Ngọc đưa ra hôm nay cũng như là cái nội dung mà Hiếu Ngọc vừa mới chia sẻ ấy, và một cái định nghĩa về cái gì gọi là ba que xỏ lá. Dạ. Cái gì gọi là ba que xỏ lá thì những cái nội dung mà em đưa ra thì anh Vương Hùng hoàn toàn đồng tình với Hiếu Ngọc. Và anh nghĩ rằng chắc là một anh chị em trên diễn đàn cũng đồng tình với Hiếu Ngọc, bởi vì những cái nội dung đó nó đều nằm trong cái con người của ba que. Và dạ, cái bản chất của ba que, yeah, đó, nó đều nằm trong con người của ba que cả. Mà ba que thì em biết rồi, bản chất của nó là gì? Là xuyên tạc, vu khống, bóp béo, thổi phồng và đi ngược lại cái đạo lý của con người. Đó chính là ba que. Đấy, anh chỉ xin bổ sung thêm một cái ý nhỏ như thế. Thế còn nói bởi vì tại sao? Tại sao chúng ta lại có một cái định nghĩa đó là bởi vì trong suốt những cái quá trình khi mà cái lũ này ấy, nó tự nguyện làm tay sai công cụ cho ngoại bang, dạ, để thực hiện cái động cơ mục đích của ngoại bang là gì? Là xâm lược và cai trị nhân dân đất nước Việt Nam. Đó. Dạ. Đấy thì con người của nó đã là như vậy. Và suốt những cái thời gian qua, kể cả khi mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đánh đuổi được đế quốc ngoại bang rồi, và kể cả cái bọn công cụ tay sai đó, thì chúng vẫn cứ hàng ngày hàng giờ chúng luôn có những cái hoạt động mà chống phá nhân dân đất nước và đi ngược lại cái nguyện vọng yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Thì bản thân thì chúng không bao giờ thay đổi, cái bản chất không bao giờ thay đổi. Thành ra những cái hoạt động cái ở đây nha. Tại vì em nói với anh á, đã là những cái thành phần ba que là nó luôn xuyên tạc, luôn bịa đặt và luôn chụp mũ cho người khác. Trong khi người ta không có gì nó cũng có thể là ví dụ như em nói, ví dụ ngày hôm nay nó bảo cái người này thế này, ngày mai nó bảo người kia thế kia và sự thật chứng cứ không có, thì tất cả khi mà người ta muốn đối diện với sự thật nha, cũng như Đảng và Nhà nước luôn muốn đối diện, muốn ngoại giao trên con đường ngoại giao, anh thấy không? Mà nó luôn ngần ngại, nó đâu có muốn ngoại giao với mình đâu, mãi nó mới chịu ngồi vào bàn đàm phán. Khi mà nhà nước mình thời điểm đó đánh cho nó te tua sơ mướp ở trên bầu trời Hà Nội, anh thấy chưa? Lúc bây giờ nó mới chịu ngồi bàn đàm phán, còn không nó còn xuyên tạc, nó còn đổ là cộng sản thế này, cộng sản là thế kia. Chị Ngọc ơi. Mà em ơi, có một cái như này Hiếu Ngọc ạ. Bởi vì cái bản chất của nó là xuyên tạc, vu khống mà. Dạ. À, hai nữa là những cái gì mà nhân dân đất nước mà làm một cách tích cực ấy, thì chúng đều đi ngược lại. Dạ, chúng đều ngược lại anh ạ. Em nói với anh nhá, nghĩ sao mà những người mà người ta yêu nước chân chính, người ta có thể sẵn sàng làm và có thể sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Nhưng mà cái bọn ba que xỏ lá này nó không có chịu đâu anh. Nó bảo là mình như thế là sai. Anh có xem một cái diễn đàn của những cái người gọi là tàn dư của cái chế độ ngụy quân, ngụy quyền định cư ở nước ngoài ấy, người ta tổ chức ra một cái hội nhóm mà người ta còn nói với nhau một cái điều mà nó điên khùng mà mang cái tính chất hoang tưởng. Nó bảo ngày xưa là Mỹ đem B-52 ra đánh phá Hà Nội, thủ đô Hà Nội và miền Bắc ấy, chẳng qua là Việt Nam xin thua nhưng Mỹ nó không cho thua. Nhưng mà Hiếu Ngọc thấy không, nó bảo là Mỹ đưa B-52 ra đánh phá thủ đô Hà Nội và miền Bắc, sau đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xin thua, đấy Mỹ không cho thua chứ, không cho xin thua. Thế sau đó Mỹ là về nước là đấy, thấy chưa? Anh thấy chưa? Không thắng. Cho nên không thắng. Dạ. Mà có một cái này nữa anh nói này, cái ý của Hiếu Ngọc như lúc ấy nói ấy, tức là thằng đế quốc Mỹ nó là cái âm mưu thủ đoạn và cái hành động quân sự của nó cực kỳ tàn ác và dã man, và nó bằng mọi giá để nó thực hiện cái âm mưu xâm lược và cai trị. Nó chỉ chịu thua Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi mà nó đưa cái con bài chiến lược B-52 là một cái loại phương tiện vũ khí chiến tranh cực kỳ hiện đại nhất lúc bấy giờ của thế giới, và nó phải đưa cái đó ra và nó phải chịu thua trên bầu trời Hà Nội. Mà ta có cái sự kiện gọi là 12 ngày Điện Biên Phủ trên không nữa, thì khi mà chúng đã không còn chịu nổi nữa thì chúng mới chịu ngồi vào bàn đàm phán hội nghị Paris năm 1973, mà khi đó là Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký với nhau cái nội dung hội nghị Paris đấy. Còn lúc ấy là cái chế độ ngụy quân ngụy quyền mà vẫn gọi là Việt Nam Cộng Hòa, thì cùng với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ấy, thì là ngồi gọi như kiểu là trầu dìa thôi, đó đúng là chỉ là trầu dìa thôi, còn chính thức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mà nếu mà còn nhớ một cái sự kiện là khi đó là Kissinger cùng với bác Lê Đức Thọ, hai người cùng đại diện cho hai quốc gia, hai chính phủ đó ngồi ký với nhau, mà tay Kissinger nó rất là phục ông Lê Đức Thọ đấy, mà ông Lê Đức Thọ là Bộ trưởng Ngoại giao mà đại diện cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cho nên những cái bọn ba que ấy, thì tất cả một cái sự việc nào ở trong nước là nó đều có cái sự chống phá. Tích cực thì chúng sẽ bóp méo, hạn chế thì chúng thổi phồng, và chúng xuyên tạc đủ mọi điều đó. Cho nên anh, ba que này bản chất nó không thay đổi. Anh ngày xưa là chúng muốn hạ bệ thần tượng, bây giờ chúng cũng muốn hạ bệ thần tượng, mà ở ngoài ở nước ngoài cũng có, mà ở trong nước cũng có anh ơi. Bây giờ ở trong nước còn có những cái thành phần nó còn trời ơi nhìn rất là hiền dịu như này, nhưng mà một chốc nữa là nó sẽ trở thành một con rắn độc sẵn sàng xuyên tạc và nói xấu vu khống bất cứ một ai một khi nó không thích. Kinh không? Đấy, ba que xỏ lá hiện ngay trong nước mình cũng có nhiều lắm anh. Cái này bọn em bây giờ là phải đánh ba que xỏ lá từ trong nước đánh ra anh ạ. Đúng rồi, bởi vì anh nói thế này, bởi vì những cái kẻ ba que ở trong nước ấy, đó chính là cái lực lượng và công cụ tiếp tay cho cái bọn ba que ở hải ngoại. Mà cái bọn này là cái bọn cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nó hàng ngày hàng giờ nó ở trên cái đất nước Việt Nam, nó sống cùng dân tộc Việt Nam, nó thở không khí Việt Nam, nó ăn cơm gạo của người Việt Nam, nhưng mà nó lại là cái bản chất bên trong của nó là ba que, thành ra nó luôn luôn là tiếp tay cho cái bọn ba que ở nước ngoài. Thế còn ở đây trong có một cái nick anh cũng xin được chia sẻ, cái nick các bạn ấy nói là năm 1973 là cái hội nghị 4 bên, thì đúng rồi, cái tiêu chí, cái tên gọi nó là hội nghị 4 bên, nhưng thực chất để mà ngồi đàm phán và ký kết cái nội dung hiệp định đó chỉ là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Trung Vũ thoát ra xong vào lại để cho nó có camera đi Trung Vũ. Dạ. Ở đây là cụ lính tăng, cụ đã bắt đầu vào rồi. Bây giờ cụ này là cụ đã từng chiến đấu ở mặt trận Tây Nam, sau đó lại cụ lại làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia nữa. Mà cụ này thì cụ gặp ba que rồi đấy, cụ chính gặp ba que rồi đấy. Cụ này. Dạ. Không, nhưng mà em nói về của em hôm nay là chỉ có đánh ba que thôi, lịch sử lịch siết là bây giờ là em nói thật là bây giờ đầu óc em bây giờ chỉ có ba que thôi anh ạ. Không, mà cái mục tiêu chính của anh chị em mình và tất cả mọi người là ba que dân chủ cuội vào cái bọn lợi dụng tôn giáo mà nó có những cái hoạt động chống phá đất nước ấy, thì là chúng mình là cùng hợp tác lại và đoàn kết lên để chúng ta đấu tranh với những cái kẻ này. Đó. Đấy mới là những cái kẻ thực tế em ạ. Cụ Trần Thành Trung đã chuyển sang 5 que rồi. 5 que rồi vâng Hùng ơi. Anh Trần Thành Trung thành 5 que rồi ạ. Anh Trần Thành Trung bây giờ không, anh Trần Thành Trung bây giờ trở thành là gì nhỉ? VHK. Anh Trần Thành Trung có một cái que không thành. Em. Anh Trung, sao anh lại để thế anh Trung? Khổ lắm. Anh ơi, em có một vị khách nước ngoài muốn vào. Ok, rất mời, anh rất mong. Dạ. Nhất là các anh chị mà ở nước ngoài, các anh chị nói. Dạ, cảm ơn anh, chúc anh vui khỏe. Rồi. Bây giờ đúng là ba que xỏ lá càng ngày càng điếm. Trời ơi, nó điếm kinh khủng luôn. Ba que. Hello. Chị chào ba que. Chào mọi người nha. Rồi, ok. Rồi, đang nói về cái chuyện lịch sử á, thì em cũng đóng góp thêm một tí xíu thôi, tại vì em cũng phải đi làm. Rồi, em cứ cái thằng Mỹ là cái thằng khốn nạn nhất của cả thế giới. Em nói thiệt, trên các diễn đàn á, những nước khác người ta không thích Mỹ đâu. Cái thằng này nó gây chiến khắp nơi, cũng vậy, chỉ vì lợi ích của nó. Nào là đập đổ ở, làm tàn phá bên Trung Đông. Đúng. Rồi dùng drone, dùng mấy cái máy bay hiện đại của nó là vũ khí tối tân nhất thế giới mà. Đúng. Giết chết biết bao nhiêu người. Đúng. Kể cả mà tụi nó cho gọi là giặc của tụi nó. Nó qua đó mà hiến pháp của Mỹ á, nó chỉ cho phép là tổng thống không có quyền đi gây chiến, không có quyền gọi là gây ra chiến tranh, mà chỉ có quốc hội tối cao thôi mới có quyền. Nhưng mà nó vẫn cứ đi đó, tại vì những thằng tài phiệt là nó ảnh hưởng rất nhiều trong cái chính trị của Mỹ đó. Rồi cái chiến tranh ở Việt Nam á, em không hiểu sao cái tụi bao que tối ngày tụi nó chửi những vị lãnh tụ vĩ đại như là Bác Hồ thì không nói, tụi nó chửi tối ngày. Rồi tướng Võ Nguyên Giáp tụi nó cũng không tha. Lính tụi Mỹ bên đây mặc dù là tụi nó đã biết là lịch sử tụi nó thua cuộc rồi, nhưng mà tụi nó vẫn ca ngợi tướng Võ Nguyên Giáp. Trong phim tài liệu của nó đó, mọi người cứ lên YouTube mà coi, gọi là Sun Tzu đó, thì ghi vô Sun Tzu á, dịch ra tiếng Việt mình á là Tôn Tử. Tức là tụi nó nói về tướng Võ Nguyên Giáp đã sử dụng những cái binh pháp Tôn Tử như thế nào để đánh bại quân Mỹ. Nhất là cái hồi Tết Mậu Thân á, cái căn cứ Trung Mương, trung tâm căn cứ của Mỹ á, là nó có hết những cái địa điểm mà căn cứ quân sự ở miền Nam Việt Nam và miền Trung Việt Nam á, là có một cái bản đồ Trung Mương á, mà khi mà cái địa điểm nào mà bị Việt Nam mình tấn công á, quân lực Việt Nam mình tấn công á, quân nhân hay gì đó tấn công á, là nó sẽ chói sáng lên để mà cái trung tâm người ta biết để mà ứng phó. Thế là Tết Mậu Thân nha, tụi nó rất là bất ngờ khi mà đùng một cái tất cả những cái địa điểm căn cứ quân sự của tụi nó đều lóe sáng lên hết. Tụi nó bàng hoàng, tụi nó ngạc nhiên, tụi nó không biết chuyện gì đang xảy ra, gọi là không biết đường nào mà mò luôn á. Là biết tướng Võ Nguyên Giáp đã chuẩn bị cho cái tổng tiến công này chu đáo đến mức nào rồi đó. Người công nhận rồi tiếp là cái gì đó, cái sự kiện Tonkin, em không biết, em quên tiếng Việt là gì rồi, cái sự kiện Tonkin. Nói chung là Mỹ nó gây chiến với Việt Nam, mà tụi Mỹ nó lại nói là tàu Việt Nam bắn tàu Mỹ trước, thì nó dùng cái lý do đó để mà nó đi đến chiến tranh ở Việt Nam. Đó là có bằng chứng, ai muốn bằng chứng á, gửi em cho bằng chứng cho. Tức là thằng Mỹ này bố láo cỡ nào. Chiến tranh thì để làm gì? Chiến tranh gì? Tụi Mỹ là cái thằng sản xuất vũ khí mà. Chiến tranh tới đâu là nó có lợi tới đó. Buôn bán vũ khí toàn là tiền không à. Chiến tranh nào cũng vì tiền hết. Và rồi cũng vì tài quốc nữa. Đó, nhiều người ta không biết. Nhiều người ta cũng giống như thằng Mỹ nè, nó rất là bố láo. Nó nói cái ở bên Trung Đông, cái nước Libya là cái nước mà nó nói là Saddam Hussein nè, rồi Libya, tướng của lãnh tụ của Libya là gì quên rồi, đúng rồi, Saddam Hussein phải không ta, là độc tài gì đó, tự giết dân mình rồi này nọ. Tự nhiên nó giết dân nó thì kệ bà nó chứ, tự nhiên thằng Mỹ nó chúi mũi vô làm gì? Sao Mỹ nó không lo nước nó đi, tự nhiên đem quân qua rồi tàn phá gây bất ổn ở miền Trung Đông dữ dội vậy đó. Mà Libya cái này á, cái từ gọi là em ơi, cái đó thì sao có chị? Nhiều người không hiểu, nhưng bây giờ chị hỏi em nghĩ sao về của ngày 11 tháng 9 tại Mỹ? 11 tháng 9 là ngày gì ta? Ngày 11 tháng 9 tại Mỹ mà người ta thường gọi là cuộc vừa đánh đĩ vừa la làng ấy. Cái tòa cái ngày đó em không rành chị ơi. Nó gần hư rồi á. Nó gần hư rồi á, xong là nó bị đánh sập ấy. Nhớ không? Máy bay đâm vào ấy, đó. Cái đó là có nhiều cái thông điệp lắm. Cái đó là chưa chắc hoàn toàn, là tại vì cái đó có rất là nhiều nghi vấn mà nó còn chưa điều tra nữa. Rất là nhiều người nói, mà em cũng đồng ý với những người đó, là Mỹ nó tự tạo ra như vậy để mà nó đi đánh Iraq. Đó, thì nó mới bắt đầu là dục bằng có nhiều bằng chứng, nhưng mà cái bằng chứng rõ ràng nhất là cái tòa nhà số 7 á, tự nhiên nó nổ mà đâu có máy bay nào mà nó đâm vô đâu, mà tự nhiên nó đùng cái nó rớt xuống giống như cái đặt thuốc nổ vậy đó. Trời ơi, trong đó thì sao không? Bây giờ cho chị nói như này có đúng không nha. Trong cái tòa nhà đó là có gồm có 4 người này, là có rất nhiều người của tất cả quốc gia đang làm ăn kinh tế chính trị đều nằm trong đấy hết, đúng không? Thì khi mà hai tòa nhà chính thì đúng rồi chị, còn tòa nhà số 7 kia là khác chị. Rồi cái tòa nhà đó là cũng là gần cũ rồi mà bây giờ nó cũng muốn sửa rồi đúng không? Mà bây giờ cái thằng mà tông vào đó cũng là thằng Mỹ đào tạo đúng không? Người tông vào đó mà đào tạo thì cái đó em không có rành. Không. Có rất là nhiều người nói cái này cái kia, nói chung tụi Mỹ, nhưng mà cái mà em thấy rõ ràng nhất là tụi Mỹ nó lấp liếm, nó che đậy, nó có cái gì đó nó không có sự thật trong đó. Đó, cái tự nhiên sau cái đó nha, sau cái ngày hôm đó tự nhiên đùng một cái nguyên cả nước Mỹ nó chấn động rồi á. Quốc hội Mỹ mới đưa ra cái 2001 là cái định luật yêu nước, là cái đó từ đó nó kiểm soát tất cả dân của nó trong nước. Cho nên bây giờ từ Mỹ, ai mà muốn vô Mỹ hay muốn ra Mỹ nha, là cái hệ thống ở sân bay của nó cực kỳ chặt chẽ, gọi là tìm con kiến nó cũng phải tìm cho bằng được. Đó là tức là nó tước đi mất một ít quyền tự do và cái sự riêng tư của dân của nó rồi. Đó, thì là cái đó là 2001 rồi á. Nói chung là nó càng ngày càng làm cho chị ở bên đây á, là nó chỉ cần tra cái số an sinh xã hội chị ra thôi là nó biết tất tần tật những gì chị làm, FBI nó tra ra hết, chị đi đâu đủ thứ hết. Rồi mời chị. Em nghĩ sao nhé, chị hỏi ở cái chỗ này, em nghĩ sao khi nước Mỹ là một cái đất nước an ninh phải nói là tối cao và tối thiểu nhất, là bất cứ một cái trường hợp nào nó cũng quản về nhân sự, mà nghĩ sao cái máy bay nó to vật vãi như thế mà nó bay qua đâu mà nó mới đến. Đúng rồi, tụi nó em còn thấy cái video mà có cái ông George Bush mà con á đang đọc bài thơ hay cái gì đó cho tụi con nít trong cái nhà trẻ vậy á. Ổng được báo trước là cái máy bay nó sắp rồi nha. Đó, là cái thằng nào đó vô nó rỉ tai của ổng, báo trước là thế là lát nữa là máy bay nó đâm vô. Giống như là biết rồi, truyền hình ở bên Anh á, ở bên Anh thì nó cũng báo trước là cái tòa nhà số 7 sắp đổ nha, thì đúng là lát sau là tòa nhà số 7 sắp đổ, là đổ giống như là có to vậy. Cái này giống, nói chung sự thật á, thì em không có biết thật sự 100% như thế nào, nhưng em biết chắc chắn là với cái sự che đậy, sự lấp liếm gì đó của chính phủ Mỹ để mà che mắt người dân, để mà tụi nó làm những cái công việc như là qua bên Iraq rồi lấy tài nguyên rồi dầu hỏa rồi, trời ơi, bên đó là thiếu gì tài nguyên cho tụi nó. Tụi Mỹ chỉ vì tụi Mỹ thôi chứ tụi nó không có thèm quan tâm đến ai đâu, ngay cả ông Trump bây giờ cũng nói vậy mà. Đúng rồi, chị muốn em nói vậy đó. Thằng Mỹ là thằng bố láo nhất em, mà tàn ác nhất trong cái thế giới hiện đại bây giờ. Ngay cả thằng Trung Quốc cũng không có tàn ác bằng thằng Mỹ nha. Trung Quốc nó đâu có đi rải quân khắp nơi trên thế giới. Trung Quốc nó đâu có 900 căn cứ quân sự, hơn 900 căn cứ quân sự bao vây toàn cầu. Cho nên bây giờ Trung Quốc nó mới ghét. Nếu mình đứng trong cái vị thế của Trung Quốc, một cái kinh tế phồn vinh đang đi lên mà bị cái thằng Mỹ này nó kèm cặp thì rất là gọi là gan ăn tức ở, khó chịu chứ. Mỹ nó bao vây Trung Quốc hết, cho nên Trung Quốc phải tìm mọi cách để mà nó lấm liếp được cái phần đất nào thì nó lấy được phần đất đó. Mỹ nó cũng biết như vậy rồi, nhưng mà trước Mỹ Trung Quốc không thể nào làm được cái gì hết, tại vì thằng Mỹ nó quá mạnh. Hiện bây giờ nó số 1 thế giới bao nhiêu thứ hết. Em là người nước ngoài, người ta nói là Mỹ điên mà, Mỹ điên là vì cái tội của nó là như này nữa này em. Sau nó có lấp kiểu gì thì sau đó nó cũng là sang Iraq nó đánh người ta và nó lấy dầu và tài nguyên của Iraq, và tới bây giờ cái đất nước Iraq vẫn chưa xây dựng lại, đúng không em? Bởi vậy em mới nói cái thủ tướng gì đó chị ở bên Libya đó, là cái ông gì bà mẹ nó tự nhiên quên, không phải Saddam Hussein chị, ông gì mà bị Mỹ giết á. Mỹ bây giờ nó cái xuất khẩu số 1 của Mỹ đâu phải là hàng hóa gì đâu, mà là tiền đô la đó chị. Đô la là nó thống trị toàn cầu đó. Cho nên Saddam Hussein hồi xưa á, rất là thân với Mỹ nha. Có nhiều Bin Laden, đúng rồi, Bin Laden chị. Bin Laden, còn Saddam Hussein là cái thằng bị giết, Bin Laden cũng bị treo cổ luôn. Thì thằng Bin Laden nó rất thân với Mỹ hồi xưa, ngay cả Saddam Hussein trước đây cũng ngoại giao tốt với Mỹ. Nhưng tại sao Mỹ giết? Thằng Bin Laden nó muốn cái dầu hỏa của nó mua bán bằng euro. Vậy là cái đồng đô la nó sẽ bị yếu thế, thế là thằng Mỹ phải giết nó thôi. Còn Saddam Hussein, Libya của nước, nó giúp cho nước Libya của nó phồn thịnh. Cái thằng Mỹ vô nó bom tùm lum để nó giết cho bằng được cái thằng Saddam Hussein. Tại vì thằng Saddam Hussein nó muốn dùng vàng của nó để mà mua bán với lại dầu hỏa. Thì gọi là đồng vàng dinar. Đó, thằng Mỹ nó đâu chịu. Nó muốn đô la thống trị thế giới, thế là nó phải giết thằng đó rồi nói cho thằng đó mọi người biết là thằng này nó áp bức dân rồi giết dân bằng chất độc hóa học gì đó. Trời ơi, con nít bộ không biết làm sao tự nhiên dân của nó giết thì kệ bà nó, chứ tự nhiên thằng Mỹ là cái khá gì nó nhảy vô. Đó, đâu có thể che mắt thiên hạ như vậy được. Đó, thì nhiều người, người ta không biết vậy. Thế là nó tuyên truyền cái gọi là mấy cái đài CNN, MSNBC, ABC bên đây là cái dụng cụ tuyên truyền của những thằng tài phiệt để mà nó gây ra chiến tranh, để nó trục lợi cho nhau. Đó, cho nên dân ở bên đây cũng bị tẩy não rất là nhiều. Bên đây nhiều cái gọi là tệ nạn lắm chị ơi. Những cái hay của Mỹ thì tất nhiên mình tuyên dương, nhưng mà có rất là nhiều cái tệ nạn bên này. Hả chị? Thì bọn ba que ở bên đó nó đâu có nhận ra, lúc nào nó cũng khen đó. Không, ba mấy cái thông tin này em nãy giờ em nói với chị là rất nhiều người ta không biết. Những người bình thường á là chắc chắn không biết rồi. Nhiều khi những người ta hiểu biết người ta cũng không biết nhiều. Còn ba que thôi biết gì nữa, nửa tiền ăn viện chợ bên đây rồi cứ thế vác cờ đi le que lòng vòng đã đảo này đã đảo kia thôi. Thằng Mỹ nó không cho coi ra gì vậy đó. Nó cho sống nhờ ở đậu vậy thôi, chứ bên đây ba que thì nhục nhã lắm. Những người ta an phận thì không nói rồi. Những người mà người ta đã là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, người ta biết người ta thua cuộc rồi, người ta quanh đây người ta ăn nhờ ở đậu. Ở dưới khán giả nhắc là cái ông đấy hay là cái người đó tên là Gaddafi. À, Gaddafi, đúng rồi. Gaddafi không phải Saddam Hussein, em xin lỗi. Gaddafi em lộn. Gaddafi cũng bị giết đó. Rồi bao que bên này là chỉ có mấy cái tổ chức nó làm loạn thôi, chứ những người mà thật sự mà quân dân bên đây người ta an phận rồi, người ta cũng không muốn gây chuyện gì ở đâu chị ơi. Mà ngay cả những người người ta muốn an phận cũng không có được yên với cái lũ ba que chống cộng này nữa, tại tụi nó cứ hô hào tối ngày cứ nói Việt Nam bán nước này nọ, thì những người quân nhân này người ta bức xúc. Thứ nhất, người ta đâu có internet đâu, người ta đâu có cái truyền thông gì ở bên này đâu để mà biết bên này nó như thế nào. Thì cứ nghe cái lũ này nó nói các bác ơi, bây giờ Việt Nam vẫn còn đang bị cái đảng khốn nạn cộng sản nó bán nước dần dần cho tàu. Thế là mấy người này người ta bức xúc, mà bức xúc thì người ta sẽ ủng hộ cho những cái lũ tổ chức khốn nạn này, rồi người ta sẽ cho tiền lỗ tổ chức khốn nạn này để mà em không biết là tụi nó có tuồn tiền về để mà cho người dân ở trong nước người ta nhẹ dạ cái tin để mà người ta làm loạn không, thì cái đó em không biết. Tụi nó tổ chức như thế nào, chi tiết ra sao để mà làm loạn thì em không biết. Rồi không biết là tụi nó cứ nhúng vô cái hồi tháng 6 mùng 10 gì làm loạn lên không, thì ở Bình Thuận thì em cũng chẳng biết, tại vì em cũng không có hơi đó tụi nó. Mà ngay cả em muốn vô á, mà em có những cái hành động nào á mà có vẻ như tụi nó nghi ngờ là em không phải theo phe tụi nó á, là tụi nó cũng sàng lọc kêu em đi ra liền. Trước đây em bị rồi, em cũng hỏi những câu hỏi mà tụi nó không muốn trả lời á. Đó, tụi nó thấy là có vẻ như là vạch mặt tụi nó ra là thôi, nó không được rồi. Nói cái gì mà tốt cho Việt Nam là tụi nó là gọi là đánh dấu mình luôn rồi. Bởi vậy bên đây cái tổ chức nhất là Việt Tân á, là cái tụi này gọi là khủng bố mà. Đó, thì em chỉ biết vậy thôi. Còn những người ba que mà thật sự thì thôi mình quân dân á, thì thôi mình để họ yên, mà họ cũng không có làm gì mình. Nó chỉ là cái lũ này mình phải triệt cho bằng được, vạch mặt tụi nó ra, không để cho tụi nó làm loạn đất nước. Thiệt những người Việt Nam á, nước ngoài hay gì tôi nói thiệt, chẳng cần đóng góp cho Việt Nam gì đâu. Việt Nam không cần các bạn hay các anh các chị đóng góp gì đâu. Các anh các chị làm ơn an phận đi làm kiếm tiền, nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình, rồi về Việt Nam để mà đi du lịch này nọ, là thiệt nước Việt Nam cảm ơn lắm luôn rồi. Đừng có làm cái gì khác, không cần phải đi từ thiện gì luôn á. chị làm các anh các chị làm thì tốt, chứ Việt Nam không có đòi hỏi thì chị phải làm như vậy đâu đó. Chị yên phận để cho Việt Nam phát triển đi. Việt Nam đã và đang phát triển. Thì ai nói em là người Việt Nam, em rất là tự hào. Không có nước nào mà em được biết mà suốt mấy ngàn năm nay tối ngày nào đánh Trung Quốc, nào quân Minh, quân Thanh, quân Tống này nọ, đánh kinh khủng, rồi đánh Thái Lan ở rạch Gầm Xoài Mút thắng vẻ vang đó, rồi đánh Pol Pot, rồi đánh Pháp, đánh Mỹ, rồi sau biết bao nhiêu chiến tranh tàn khốc. Chưa đủ hay sao? Chưa đủ hay sao mà cứ 43 năm nay cứ vạch mặt ra, cứ nói hoài, nói ăn ẳng lên Việt Nam này nọ. Việt Nam là làm ơn đi các anh các chị ơi, ai mà hải ngoại nghe tôi đi, an phận đi nha, để Việt Nam ngày ngày phát triển. Ok. Chị. Sao em? Nói tiếp đi. Ủa nãy giờ không nghe em nói vậy hả? Nghe chứ, nhưng mà nó bị mất, như là sóng này yếu mất một chút, nhưng mà vẫn nghe được. Em nói tiếp đi em, đang ngay. Thôi em đến chỗ làm rồi thì em cũng có những lời nhắn nhủ những kiều bào hải ngoại. Nếu mà ai biết đang nghe em thì làm ơn an phận đi nha, để Việt Nam phát triển nha, đừng chống phá nữa nha. Còn các anh bao que, các tổ chức gì đó thì để cho những người như chị Ngọc Hiếu, những người như Trung Vũ, hay tất cả những bà con yêu nước bên đây vạch mặt tụi nó ra, để mà tụi nó không có. Nhưng mà tụi nó sẽ tiếp tục khi nào còn tiền thì sẽ còn những hành động chống phá, khi nào hết tiền rồi thì cũng hết tình luôn. Đúng rồi. Thôi em đi làm chị ơi. Rồi, rồi. Nha. Chúc em một ngày làm vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn chị, em out đây. Rồi, chào em. Rồi, tiếp tục chiến dịch đánh ba que. Cái nick Nguyễn Trường Tộ này, đánh ai cũng thắng chỉ trừ đại ca Trung Quốc. Không phải là người trong nước à? Hả? Nguyễn Trường Tộ, thế không thắng Trung Quốc là cái gì? Hả? Vớ vẩn. Tin ông blog nữa, nay không học là chảnh. Chào con rể. Chị má vợ nói, chị má vợ nghe nè. Thằng hồi nãy ăn lên đó, thằng Bảo đó là bạn học của con. Thì con nói nó nghe là cái chuyện hồi nãy á, giữa má và nó nói là có một chỗ sai rồi. Là sau cái vụ mà ngày 11 tháng 9 á, thì cái đó là cái cớ để mà thằng Mỹ nó tấn công Iraq, không phải là tấn công Iraq. Tấn công Iraq là ngoại trưởng Powell đưa lên một cái ống thuốc gọi là ống thuốc hóa học, vũ khí hóa học, vũ khí người hàng loạt đó, để mà lấy làm lý do trên Liên Hợp Quốc để mà đánh Iraq. Còn nếu mà nói đánh là đánh tăng và nó giết đó, là nó giết giết tổng thống của Libya, tổng thống Gaddafi. Những cái gì mình nói, mình lên đây mình nói về lịch sử mình phải nói cho đúng, mình nói sai mà mình nói gắt gượng là không có được. Má hiểu không? Má hiểu con. Là sau cái vụ 11 tháng 9 thì có cái vụ dàn xếp đó, có thể là dàn xếp cái này mình là người dân hoặc là ở trong làm chính trị mình, người ta làm nói gì đó thì mình không biết được. Tuy nhiên là sau vụ 11 tháng 9 đó thì cái bộ sậu của Mỹ nó cầm đầu thì nó muốn nó tạo cái điều kiện là đánh thằng Afghanistan thôi đó, còn cái thằng Iraq và cả thằng Libya là nó tóm lại là nó đánh cả cái thằng đấy lên thằng Iraq, cái trận đấy trong mấy năm gần đấy, tức là Iraq khi... là nó diễn tiến qua một cái chuyện khác rồi, chứ không có phải là cái chuyện mà đánh vào cái hai tòa tháp đắp đôi của nó nữa rồi. Đúng rồi, nó là diễn tiến qua cái vấn đề là vũ khí hóa học, vũ khí giết người hàng loạt rồi nha. Mình lên nói thì mình phải nói đúng, chứ mà mình lên nói về lịch sử mà nó sai, có người nó bắt bẻ nữa bây giờ á. Không có, cái đó không biết, cái đó tôi chỉ hỏi thôi chứ tôi có dám nói đâu. Tôi không biết, tôi hỏi gì sao à? Má già nó thì con nói cho má nghe vậy thôi, chứ nhiều người á là cứ quy chụp nãy giờ là có cái thằng đứa hồi nó cứ hỏi về cái chuyện vũ khí mà hôm qua đã trả lời rồi mà đưa lên kênh YouTube cho mọi người xem rồi đó. Trời, đừng có hỏi đi hỏi lại. Từ từ là má lóc hết à. Tử tế thì để má không á, má cho đi á. Má giờ nói này Trung bây giờ ba que trong nước với lại ba que nước ngoài nó liên hệ với nhau chặt chẽ một cách tác chiến luôn đó Trung. Bây giờ là mình phải gọi là ba que sỏ lá rồi Trung. Cái thành phần, những cái thành phần đó thì bây giờ đó mình không phải là cơ quan cảnh sát điều tra, nhưng mà mình là người dân, mình có quyền nghi ngờ. Đó, mình có quyền nghi ngờ và mình tìm hiểu, và nếu cần thiết thì mình có thể chống lại cái thành phần đó. Còn chừng nào mà nhà nước kêu gọi người dân bình tĩnh hay cái gì đó, nhà nước bảo đảm cái việc đó ở đây là cái nhóm này nhóm này gì đó, thực ra là người ta không phải ba quen, người ta yêu nước thì lúc đó tính sao. Không, nhưng còn giờ em cũng thông báo luôn với mọi người là em lên lịch like rồi. Hai phương ta đó là 357 thì buổi trưa em sẽ chửi ba quay chó, ba quay chó trong nước đó. Còn 246 thì buổi tối là em sẽ livestream là em chửi ba quê hải ngoại. Đúng rồi, chứ thật ra là hồi nãy em đi và em gặp một số anh chị em, anh chị em góp ý em, nhưng mà em nghĩ là cái góp ý đó là rất là đúng, là bởi vì sao, nếu như mà mình tập trung, em chỉ mà ngồi mà em tập trung vào cái chuyện mà đánh chửi cái tụi ba que chó trong nước thôi á, thì ở mai mốt á em sẽ quen dần cái thói quen đó, và em không có làm được cái việc mà trước đây em muốn làm, là chống ba que, chống các đường xuyên tạc ở bên nước ngoài hướng về Việt Nam đó. Nên là em phải chia thời gian ra để em làm đôi, mặc dù nó hơi cực chút xíu, nhưng mà thấy rồi đó là em nên nói vậy thôi. Không, bây giờ là chị Hữu Ngọc là bây giờ không có đánh, chị má vợ là không có đánh ba que tập thể nữa, quên, ba que cá nhân nữa. Mình bãi kia rõ ràng ra vậy nè, là ba que trong nước và ba que nước ngoài, ở ngoài nước. Chia rõ ràng ra, còn cái chuyện nó phối hợp với nhau sao đó, thì để từ từ tính tiếp. Mà chị nói với em nha, ba que trong nước là cây đại. Em sao má nói với con? Quên, chị má vợ nói, tức là ba que trong nước và ba que nước ngoài, mà ba que trong nước là ba que đại thụ và ba que nước ngoài là ba que danh con. Đó. Ba que thì cũng nói thêm với các anh chị cô bác chưa cái này, ba que thì cũng có nhiều dạng ba que, đúng không? Đúng rồi. Nước và ba que nước ngoài. Tiếp đi con. Như ở ngoài nước, nhưng mà mình thấy được là ba que trong nước thì nó khôn hơn ba que ngoài nước. Ba que trong nước còn kiếm tiền được từ cái tụi ba que ngoài nước. Không thì tụi kia thì nó, nếu mà nó khôn vậy đâu có đưa tiền cho ba que trong nước. Đúng rồi. Ê, mà có khi nào mà ba que trong nước nó đưa ngược tiền ra cho ba que nước ngoài để ba que nước ngoài chiến đấu không con? Cái kiểu đó giống như là ép làm trường hay nhạc sến gì đó thì khó quá, mình bỏ qua đi. Con không hiểu ý má vợ gì hết á, con dài. Điều tiếp đi. Cái... đó thì không, thì con chỉ lên là con nói vậy thôi. Ở đây còn có chú Tư, rồi ở đây còn có một số anh chị em, cô chú bác Việt Kiều muốn lên chia sẻ thì... chị má vợ lên nói thôi, chứ nãy giờ tại con thấy thằng Bảo thì nó thật ra mà nói là nó chỉ nói về ba que thôi, chứ còn mà mấy cái mà nói về lịch sử mà chiến tranh thế giới hay cái gì đó thì nhiều khi nó không có để ý đến nó, nên là nó cũng có cái sự nhầm lẫn, nhân vô thập toàn mà con, vừa phải đấy chứ. Không là lên đây là giải thích cho các anh chị em nghe, tại nhiều khi mọi người, có người thì thoải mái thì người ta không nói gì, nhưng mà có những con người ở bẩn tính thì cứ lấy vô cái đó xong rồi quay camera, quay lại clip rồi xong rồi đưa lên rồi nói là xuyên tạc lịch sử thế giới này nọ, rồi nó phiền lắm. Đúng rồi, cũng mệt lắm. Con nói lên đây là mình giải thích giùm nó thôi. Không, nhưng mà cái gì đúng thôi. Chị má vợ đã nói là bây giờ, từ bây giờ cả nhà nhớ là từ bây giờ là chị má vợ chỉ có đánh ba que xỏ lá thôi nha. Ai nói tưởng là chị má vợ không có nói đâu nha. Tại vì cái thành phần ba que xỏ lá bây giờ nó nhiều quá mà nó mất lương tính rồi con rẻ. Sao? Mình lên đây là mình tiếp tục con đường, giờ mình đã biết được ai là thế nào rồi, mình cứ nói là ba que hết đi. Đổi xuống vòng. Thành phần nào là thành phần tào lao với ba que rồi đó. Rồi thôi bây giờ con xuống cho chị má vợ livestream để nói chuyện với một số anh chị em khác. Rồi, ok, con để xuống đi để má vợ đi chiến đấu. Chị má vợ đưa số điện thoại của vợ con cho con, để con gọi điện thoại con tâm sự, con nhớ vợ con quá. Xuống đi con, rồi lát nữa chị má vợ tính. Con tự đó, thấy không cả nhà, thấy không, ba que xỏ lá bây giờ là thật sự. Thưa với quý cô bác anh chị em, là Hiếu Ngọc qua thời gian đánh ba que xỏ lá là bây giờ là Hiếu Ngọc kinh nghiệm là ba que xỏ lá là bây giờ nó kinh khủng, nó kinh qua từ chiến tranh cho đến thời đại hòa bình, có nghĩa là nó liên kết với nhau, nó liên, trời ơi, ba que bây giờ nó ghê lắm cả nhà. Tại vì ba que bây giờ nó không phải như ba que ngày xưa. Ba que ngày xưa nó còn có chút tình người, chứ ba que bây giờ là nó ăn không nói có, nó ăn nó chị má vợ, nó gọi chị má vợ thằng con rể mất dậy à. Nó mất thời gian là làm nhảm không giải quyết được gì. Chưa Xuân Nguyễn không nghe à? Cho ra ngoài luôn. Bây giờ là Xuân Nguyễn nhá, bây giờ là Hiếu Ngọc chỉ thích đấu ba que à? Làm nhảm hay không làm nhảm là việc của Hiếu Ngọc, và Xuân Nguyễn cảm thấy nó khó chịu thì mời Xuân Nguyễn đi ra ngoài, Hiếu Ngọc không cho vào nghe nữa. Vậy thôi, nãy giờ là Hiếu Ngọc lóc 4 người rồi, cứ ba que xỏ lá là Hiếu Ngọc lóc, thế thôi. Đó, cho nên là cứ ba que xỏ lá là lốc. Bây giờ là cứ phải đấu lại ba que xỏ lá, vì ba que xỏ lá nó luôn luôn có những cái hành động đê tiện, có những cái lời nói ăn không nói có. Và Hiếu Ngọc nghĩ nha cả nhà, biết sao Hiếu Ngọc nghĩ không? Những cái người mà luôn luôn ăn không nói có cho người khác á, mà dựng chuyện cho người khác á, là cái thành phần ba que xỏ lá này á. Đi đường chết đường, mà đi chợ là chết chợ đấy, không phải đơn giản đâu, mà lại lãnh hết cả những cái bệnh tật này, cái gì nhỉ, bệnh tật này, cái gì tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, vì cái tội ba que xỏ lá nó sẽ cánh hết. Đúng rồi, đúng rồi. Ai là ba que xỏ lá thì những người nào mà cứ chuyên nói xấu này, xuyên tạc này, bịa đặt này, vu khống này là ba que xỏ lá hết. Ngô Huyền Mai có lên không? Lên, quýnh chị, nhanh. Ngô Huyền Mai đâu? Để chị xem là có em có camera không? Em với chị xong kiếm hợp bích đợt này là trừ ba que xỏ lá những thành phần. Em ơi, em ra đi rồi em vào lại đi Ngô Huyền Mai. Bây giờ cái đề tài ba que xỏ lá nó hay lắm Ngô Huyền Mai. Có khả năng em hiểu ý chị nhá. Ra đi xong vào Ngô Huyền Mai ơi. Kệ họ đi, họ chửi họ nghe bạn ạ. Nay Hiếu Ngọc nay uống thuốc gì? Nói hay vậy. Trời ơi em nói rồi, cái đề tài mà ba que xỏ lá là đối với em là em nói, phải nói là trên tầng cây số. Ba que xỏ lá mời Thảo Vi Nguyễn lên trước đi. Thảo Vi Nguyễn lên đây để đánh ba que xỏ lá với em. Ba que xỏ lá. Ngô Huyền Mai chưa có camera Ngô Huyền Mai ơi. Không biết làm sao mà chưa có camera. Chưa có nha. Thảo Vi Nguyễn ơi, lên đi chị ơi. Bà Nhiên bà thoát ra rồi sao á? Chị gì á? Chị bữa nay là chồng em đánh ba que không à? Em không có lịch sử chị gì hết đâu nha. Chị vào là chị phải đánh ba que với em. Chị đánh ba que là chị phải nhớ rằng ba que, chị thấy không? Cái bọn ba que xỏ lá là lúc nào nó cũng xuyên tạc này, bịa đặt này, vu khống này, dựng chuyện này, đúng không? Chị cho em hỏi đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi à? Sao? Vì trong nhà cái này còn tóc nha, cái này còn tóc. Chị ơi, ai thì cái buồn của cái gì xấu xa nhất tao quên, nó thổi tủ đủ làm tao buồn cười chứ sao nữa. Thì em nói rồi, những cái thành phần ba que xỏ lá, những cái loại mà ăn không nói có ấy, là những cái loại đấy là nó đâu có não người đâu chị. Trời ơi, nó có não người, nó có lương tâm, nó đâu chụp mũ, đâu nói xấu, nó không cho người ta được. Chị em mình thì cứ đánh ba que xong khi nào mà thấy mà nó nói gì mình tức quá xong mình nói thôi, chứ thực ra mình cũng chẳng ý cái bọn nó, vì mình thấy cái bọn tiểu nhân mà bây giờ trong mắt mình nhìn hả? Sao chị nói đi. Bây giờ mình nhìn không biết rằng làm sao, mình nhìn thấy đâu ai của ba que nhá. Mình nhìn thấy Ngọc Hiếu mình thấy ba que, thế mới khổ, làm sao bây giờ được chứ. Hay chửi nhau đi, chị em mình chửi nhau đi. Em với chị chửi nhau đi, đồ thứ ba que. Chửi buồn cười. Em bảo rồi, ba que xỏ lá bây giờ cho bà Hằng nắm sứ Thanh cười là ba que nó nhùn trí ngay. Trời ơi, cái thứ ba que mà nó làm sao mà nó nhùn trí được. Nó chỉ khi nào nó đột quỵ vì bệnh tim nó mới nhùn trí. Mà em nói chị nha, đồ thứ ba que sổ lá hay bị ung thư và nó hay bị bệnh tim chị. Trời thương thì mấy cũng xong mà trời hành thì mấy cũng long hết cả người ra thôi em ơi. Thế người ta mới nói là cái bệnh người ta gọi là bệnh gì nhỉ? Bệnh lao tâm khổ tứ, là người mà đời cái bọn ma que nó khó nạn, nó không khá này, không giàu, không đẹp, không sức khỏe, không trẻ lâu, không sống lâu, rồi không có nhân cách. Nói chung là cái gì cứ ba que nó cái gì cũng hơn mình, công nhận mình thua thiệt nghĩ cũng buồn đấy. Nó không biết nhục. Hả? Nó không biết nhục mà nó không có đạo đức. Nó cái gì cũng hơn mình nhá. Cái gì cũng hơn chị em mình, không có đạo đức này, không có nhân cách này, không biết nhục này, lúc nào cũng lao tâm khổ tứ này, chửi người thì không chửi người thì chửi xong bắt đầu lăn quay ra. Như mình chửi được bọn bao quê xong mình khỏe, còn nói chửi xong nó lăn quay. Tại sao cái lương tâm nó bị cắn rứt là vì ăn đúng rồi. Nam thì đẹp như thế này bảo là nghèo, là khổ, là xấu, rồi chị em mình thì như thế này, nó cũng bảo mình là đồng bọn với nó. Nó nói giống như vậy. Chị ơi, chị mà em nói nhá, cái lương tâm con người ta ấy mà nó một khi mà nó đã điêu rồi là nó điêu toàn tập từ đầu đến cuối, là coi như là nó. Chị biết không, cái thứ ba que sỏ lá mà ví dụ những cái người mà người ta không có gì thì lại tự nhiên nó mọc ra, mọc ngang, mọc ngược. Nó nói, em nói với chị thế cho nên là trời ơi, nó bị tim, bị ung thư các kiểu trên đời. Trời ơi, còn em nói chị em mình đi chống ba que mà trời càng ngày càng đẹp gái ra, xinh gái hơn này. Trời nghĩ sao mà đi chống ba que bây giờ càng ngày càng xinh gái hơn á. Thiệt, em thấy em xinh hơn đấy chị. Mà em thấy nhiều anh theo nữa. Trời ơi chị ơi, ba que bây giờ em nói với chị á, ba que là nó xỏ lá mà nó vu khống bịa đặt cho chị em mình nhiều lắm. Không, nhưng mà chị thích như vậy á, chị hay lắm. Chính chị này, mới đầu thì còn tức, xong chị cứ nhìn thấy bọn là chị buồn cười, rồi lâu chị vào để quăng tí xương, cái là bắt đầu dâu nó sủa vui cực kỳ. Ba que yêu nước giả cầy, nó chỉ yêu. Trời ơi chắc chết. Em biết nó nhẹ nhẹ thôi. Phi Nam Phạm, trời ơi, đã bảo là ba que nó xuyên tạc bịa đặt vu khống rồi, trời ơi, nó đủ thứ hết. Mà chị biết mà sao mà nhìn con người ba que nó đẹp thiệt. Em phải công nhận là nhìn nó trông thì dáng dấp thì cũng không đến nỗi nào chị hề, mà công nhận ba que nó lương tâm đạo đức nó đúng con người ta. Ông trời ông không quay. Không phải tại em xấu em thấy nó đẹp, tại chị đẹp chị thấy nó xấu. Chị nhìn thấy này, nó xấu hơn này, nó mất dạy hơn này, nó khắc khổ hơn chị em mình này, nó ngu hơn chị em mình này, nó không biết nhục nè, cái gì nó cũng nói. Cái gì chị thấy hay tại chị đẹp thì chị thấy nó xấu. Chị ơi, không, em trong ba que nó cũng đẹp mà chị. Thôi chị chả, chị đúng là em thấy nó cũng đẹp, như mỗi cái mà sao em thấy ba que nó hay bị bệnh lắm. Mà anh Thành Trần Trung này mà bây giờ lại thành 5 que luôn rồi đây này. Mới đẳng cấp phải là 5 que rồi. Anh không chống ba que mà phải chống 5 que à? Em nói rồi anh Trung ạ, ba que sỏ lá là bây giờ nó hay bị bệnh lắm, nó rất dễ chết, cho nên anh chống từ từ thôi. Anh Trung ba que là đúng. Cái đó là anh Trung xác nhận. Còn em không phải. Nếu em ba quyền thì em lại phải. Chị Phượng ơi, chị Phượng, ba que sỏ lá mà ở bên nước ngoài ấy, nó giàu như thế, nó có bao giờ nó xin chị Zippo không? Không, nhưng mà may quá là chưa có ai xin chị Zippo, nhưng mà cho xin chị cái khác rồi thì có. Nhưng mà sau cái vụ đấy, nếu mà ba que nó không phát hiện là chị là năm que thì chắc được cũng xin tiếp đó. Nhưng mà may quá cái bọn ba que phát hiện chị năm que nó không dám xin, mình nghĩ là ba que không đánh que. Trời ơi chị ba que mà nó sống chỉ được tính bằng ngày bằng tháng thôi ấy, chị. Sao cứ phải đi bệnh viện miết chị hề. Đúng là cái lương tâm nó không có, cho nên ông trời ông có mắt đấy chị. Đúng rồi, người ta gọi là tâm sinh tính đấy em. Có nghĩa là con người ta sống cứ kiểu là lúc nào cũng bon chen với đời, xong rồi nghĩ mưu hèn kế bẩn để hại người khác, thì lương tâm nó day dứt, nó đau khổ. Thì có người mà người ta gọi là tâm sinh tính như vậy thì em bảo làm sao mà cái môi cái thâm như dái chó vậy đấy. Bà què nó mắc bệnh hoang tưởng, ngộ độc chính trị chị ha. Trời ơi, công môi thâm như dái chó thì người ta hay gọi là bệnh tim đấy, hiểu không? Em cũng phải công nhận là ba quen hay bị bệnh tim, mới bị ung thư ấy. Trời ơi, đúng là ba quen hay giả danh yêu nước quá chị ha. Khổ lắm vậy thôi. Tự nhiên chị chưa chuẩn bị tinh thần, mày lên mày nói ung thư với bệnh tim, nó làm tao lại là buồn cười quá. Tại vì tao cứ nghĩ là cái người mà môi thâm là hay bị nói là cái hiện tượng của bệnh tim. Mà bệnh tim ấy thì lại là hay môi thâm, nên tao cứ nghĩ những người bệnh tim nó thương lắm ấy thôi. Nhưng mà giờ thôi, không thương nổi. Thương là thế nào? Em nói rồi, em nói chị rồi. Bệnh tim á là vì là cái con người ta là cái tâm nó sinh tính á chị. Có nghĩa tâm sinh tính mà bác sĩ nói là cái tâm của nó, là cái tâm ác á, cho nên là cái tính nó thoát ra lời ra trên cái miệng nó, không bao giờ nó nói được ai tử tế hết á. Ai nó cũng chửi, ai nó cũng nói xấu, ai nó cũng khinh rẻ, và ai nó cũng vu khống được. Những cái chuyện không có nó nói thành có, thành thử ra là ông trời ông có mắt, cho nên ông cho nó cái quả tim không được tốt ấy. Đấy, ba quen nó là như thế, khổ lắm chị ơi. Mà chưa đâu chị, khi nào mà máu tim mà hoạt động không tốt là máu nó không lưu thông đâu chị. Lúc bây giờ là nó tăng xong á chị. Đúng lắm. Đúng lắm. Em nói cái từ vu khống là không vú hả? Vu khống là không vú. Đấy nữa. Trời ơi, chị càng nói ra thì nó lại càng rất là hay. Mà em nói với chị rồi, mà mấy người hay. Ông ấy thì ngày xưa mà thấy đàn bà mà cứ đằng trước đằng sau chứ. Cái loại mày đứng lại ra bảo một cái gì á mà mày, em hôm qua mày vu khống, mày là cái đồ vu khống. Đâu, tao cứ nói gì mày mà. Mày có cả nhìn tao với mày nhìn đối mặt đối diện với nhau, không lẽ tao nói điêu cho mày à? Tao không nói điêu cho mày, rõ ràng mày vu khống. Thế xong mình dịch mãi ra, sau này lớn lên hiểu cái từ vu khống là không vu đó. À, không, nhưng mà nhiều khi ba que thì nó lại có một vú hay sao chị? Cái đấy thì mày nói tao phải tin tưởng cho con, tao còn hai không? Chị ơi, mà ba que luôn luôn bị bệnh tim, mà ba que luôn luôn đi dòm ngó nhà những người mà yêu nước, với lại ba que luôn luôn đi dòm ngó những cái nhà chị em mình á. Xong là bắt đầu là đớp là đâu, ba que là nó hay vu khống, mà nó không phải là không vú, mà nó có một bên vú. Còn ba que là nó hay bị bệnh tim với cả bị ung thư ấy, là tại vì cái mồm làm tội cái thân ấy, tại vì ăn không nói có cho người ta ấy, cho nên là ông chồng phạt đấy chị. Chưa đâu chị. Mà thường là những cái thành phần ba que xỏ lá là chuyên nói xấu người khác, chuyên vu khống, mà chuyên nói không có cho người khác, là nó vận vào thân nó. Em nói với chị, chả mấy mà tăng sông đâu chị ạ. Cái thằng Quách gì Dũng cái này, thằng này chửi chị em mình kìa. Cái thằng Dũng à? Quách Dũng à. Dũng ơi, mày mi cùng quê cho Thanh Hóa, mà xong rồi năm ngoái tao điện cho mi, cái mi không dám bắt máy, mi thấy cái thằng vớ vẫn bắt máy vậy mi. Trời, năm ngoái cái vụ mi có nhớ, năm ngoái mình bị đi xuống 18 tháng nhìn, xong rồi tao điện tao chửi mi, xong rồi mi sợ tao quá, cái mi không dám bắt máy đó. Mày vào đây làm gì? Em cho nó xuống hầm cầu rồi chị. Mà đánh mãi tụi nó không thắng nổi ở ngã ba háng của đàn bà. Đúng đấy. Trời ơi, ba cái bọn ba que xỏ lá ấy, nó vừa núp lùm mà nó lại vừa nằm dựa dẫm vào đàn bà để mà chống lại những người chính nghĩa. Em nói thật chị, em đâu nhận em yêu nước đâu. Đấy, bây giờ nó đổ là mà ba que nó còn bảo này chị em mình lên đây yêu nước cái gì, chẳng qua là lên đây tìm giai. Đúng rồi, tầm tuổi chị em mình mà không tìm ra thì có vấn đề, phải tìm những cái vấn đề là tìm ai thôi, tìm thôi. Và không có vấn đề gì, một là ung thư, hai là bị cắt dạ con, ba là bệnh tim thòng, thì mới không có cảm xúc. Còn những người cõi này chị em mình mày cứ phơn phởn này không thầm dai mới là lạ, chuyện bình thường mà. Bây giờ ai mới đăng ký Phương Nguyễn không thì cứ từ mình chuyển phi công từ 40 tới 55 nha, ai mới đăng ký cứ đăng ký nha. Nếu mà không, một là bị ung thư, hai là bị cắt bùng trứng thì vì mất cảm xúc, hoặc ba là cuộc sống khắc khổ quá, bệnh tim, bệnh phổi gì đấy, uống thuốc kháng sinh nhiều quá nó teo mẹ này, cho nên không có cảm xúc. Còn riêng tao này phấn phởn một đống thế này, mâm xôi thế này mà không thèm ra mới lạ. Em đã bảo rồi chị ơi, ba quen nó cũng ghen tị với em cả về cái vấn đề coi như vòng 1 đấy chị. Mà em thì nói chung là đủ xài thôi à, cũng không lớn lắm. Nói chung là ba que của em là ba que là nó nhìn thấy em, nó thật sự nó cũng ghen tị và nó cũng thèm khát như em lắm á chị. Nhưng có điều nó ba que nó hay bị bệnh tim với bệnh ung thư ấy, cho nên nhiều khi ấy là nó thèm quá, nó ghen tức đâm, nó ức chế, máu nó không lưu thông được ấy. Kiểu thế, nó không lưu thông ở não được, bắt đầu nó dồn ngược lại tim là tim nó bị bệnh đấy chị. Thảo nào nó nhưng mà thế mà nó lại cứ bảo Việt Nam mình là người cộng sản là ung thư nhiều, ung thư cái gì bảo bố đó, ung thư cái gì người cộng sản, gái cộng sản mà nó cứ như thế này mà ung thư ở đâu ra, mẹ cứ như mâm xôi này, ung thư nhìn mà cái mắt trắng môi thâm ấy, mà nhìn mặt nó tách một giọt máu, đấy mới là ung thư, đấy mới là bệnh tật ốm đau. Cho nên đừng có mà nói kiểu như vậy, rồi nhiều khi nói người khác là sang mình đấy, thật sự luôn á. Nhiều khi Phương Nguyễn nói cũng linh thiêng lắm á, thật. Cái đó mình mới bảo nhiều người là thôi. Như hôm nay có một cái em kia cũng vậy, vào hiểu lầm ý mình ấy, xong ý mình chữa cái này kia, mình cũng không em cứ dưỡng bệnh đi, em đừng có nói, chị nói gì kệ chị, em cứ lo em dưỡng bệnh đi. Rồi về nhà cầm lấy cái bình luận của chị ấy mà xem lại, đọc kỹ lại xem có phải chị nói về thần tượng của em không chứ. Bệnh tim nó hay vậy, những cái người bệnh tật ốm đau nhiều khi á, mắt mờ chân chậm, rồi đầu óc không có điều khiển được cái miệng mình nữa, thì thôi cũng tha thứ cho nó. Thật sự là cái người mà còn sống với mình được lâu ấy thì mình còn sân siêu, còn mình bon chen với họ, chứ thôi những cái cuộc đời người ta nói là nghĩa tử là nghĩa tận thôi em. Những cái người bệnh tật ốm đau ấy mình cũng tha cho họ, họ đúng họ sai mình cũng bỏ họ, cho họ một cơ hội đi. Bao lâu nữa ý chị là lại lấy chính nghĩa tha cho hung tàn à? Rồi chị chính nghĩa sẽ thắng tàn, cho nên là ý chị nói là mình phải lấy cái nhân cái nghĩa để mình thắng, mình mới thắng được hung tàn. Là chị bảo thôi, nếu mà người bình thường á thì chị sẽ chấp đến tận cùng, chiến đấu tận cùng, nhưng mà những người bệnh tật ốm đau thì cuộc đời họ cũng khổ nhiều rồi, cũng nghèo đói khổ sở, cũng năm chìm bảy nổi chín cái lênh đênh rồi, họ cũng khổ lắm rồi, họ còn sống được vài ngày vài tháng, cùng lắm là 1-2 năm nữa thì nghĩa tử lên nghĩa tận. Chị em mình cơ hội sống còn nhiều, gặp nhau còn nhiều, cho nên là thôi mình tha thứ cho họ. Tha thứ là một cái điều mà chiến thắng tuyệt đối em ạ. Mình cứ tha thứ cho họ. Nên là thôi, người ta ốm đau bệnh tật thì mình tha cho họ, rồi để người ta nghĩ lại, họ sống cố tốt đi, xem cuối đời có vớt vát được cái tí đức nào không, để lại cho con, cho chồng, cho con cái họ. Chị không có muốn xúc phạm đâu, nhưng mà chị thương lắm, những người gì đáng thương em ạ, thật sự đáng thương. Chị ơi, em thì em thấy như thế này chị ạ, cái bọn ba que xỏ lá này thì người ta bảo ông trời ông có mắt, tại vì là vì sao người ta nhìn đời bằng con mắt, đến khi là cái tất cả khi mà họ chửi, họ rủa, họ không nói có cho người khác á, thì tất cả nó lại vạ vào cái miệng của mình, ví dụ như thế. Cho nên bằng chứng là bản thân họ đã bệnh tật rồi còn không biết đường mà tu tâm dưỡng tính, đúng không chị? Tu tâm dưỡng tính về cuối đời, đúng rồi. Cái đấy người ta bảo là bóng đá còn có phút 89 mà, rồi bệnh nhân nhiều người họ còn trả về đó, bác sĩ trả về mà thôi, những người nhà cũng bị tinh thần, nhưng mà họ chắc cái phúc đức của họ tích được, cái trước cái kiếp đó gia đình họ tích đức như nào mà họ cứu sống được, cho nên là cái chuyện cơ hội thì vẫn còn, cho nên là những người mà như vậy thì cố gắng sống tốt thì bọn ba que ạ. Đúng rồi, ba que mà biết nhìn nhận ra ấy, là những cái thành phần ba que xỏ lá này biết nhìn nhận ra ấy, là cái tu đầu tiên á, mà con người tốt đẹp đầu tiên á, là phải tu cái miệng. Chứ cái miệng mà đưa ra mà cứ ăn không nói có, vu khống và vu oan giá họa cho người khác á, là chị em nói thiệt với chị chứ cái khẩu nghiệp là cái khẩu nặng nhất chị ơi. Thì đó, thế người ta mới nói là cái gì nhỉ? Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Mình sống tốt cho cái gia đình mình đã, xong rồi thứ hai mình sống với cộng đồng, cho anh em họ hàng xung quanh, bên cạnh, bên trái, bên phải mình, rồi thứ ba mới đi vào chùa. Mà trong cái đấy là con người cũng mang tính là tâm thực sự là rất là sốc sược. Cái loại như vậy thì đấy em thấy không, hiện hết lên khuôn mặt, hiện hết lên khuôn mặt. Mà hiện nay trong cái lời nói chị hả? Ừ, cho nên là dại lắm, thật sự không. Nếu mà lại là mình đó, mình như vậy thì mình tu lắm, mình sờ ngay. Mà chị ơi cho em hỏi này, như chị em mình đấy nhá, chị không động đến em không động đến chị, hoặc những người mà chính những cái người mà ba que xỏ lá hải ngoại á, thì mình không động đến người ta mà người ta đâu có nói gì mình đâu chị, đúng không? Đấy, nhưng mà những người ba que xỏ lá ở trong nước này ghen ăn tức ở ấy, cái kiểu người ta không có mà lại vu oan giáo họa, lại ăn không có cho người ta ấy, thì có phải là mình đố kỵ và mình ghen tức người ta hay sao mà mình lại, hay là mình vì tiền mà mình lại ăn không nói có cho người ta được, đúng không? Thì thế cho nên không, mỗi người mỗi kiếp mỗi phận á, chắc có lẽ số chỉ được như thế thôi. Họ có tu không được thôi, nhưng mà thực sự là họ tu hay không thì mình cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ chị em mình tu đi, chị em mình cho họ một cơ hội đi, rồi khi họ có chết á, thì mình vẫn chửi nhiều đứa đó, cái bọn bao quê chúng mày á, đừng có vô oan ta, là lúc mày chúng mày chết nữa, đường ở chợ đấy thì con chồng con, cha mẹ vợ con chúng mày có chết có vút mắt cũng không được. Lúc đó đừng có năn nỉ tao là ở bên nước ngoài bay về để vút mắt cho chúng mày, vì chúng mày nợ tao quá nhiều. Đúng rồi, không chị còn ở nước ngoài, nhưng mà em nói với chị là ba que nhiều khi nó cũng ở trong nước, mà nhiều khi nó ở nước ngoài. Xong rồi chị biết sao không, nhiều khi là có những người ba que ở nước ngoài thì là do tại sao tài hèn khí mọn mới không ở trong nước mà làm ăn mà sống với bà con được, cho nên mới phải đi ra nước ngoài ấy. Mà ra nước ngoài rồi thì ba que này nó vẫn cứ kiểu ăn ấy, nó vẫn không nhìn nhận ra được đấy, kiểu thế. Ừ, đúng không? Cho nên còn những người Việt kiều yêu nước người ta không có thế đâu chị, chẳng hạn như chị đấy, lúc nào cũng bảo đất nước. Đúng rồi, chị phải bảo vệ chứ. Nhưng ngày hôm nay chị không lên lan, không lên clip chị chửi đâu. Nhưng ngày hôm nay chị nói thật lòng là chị vừa mở mắt ra, thằng em cũng trong quen biết nhau ở trong đây này, bạn trong cái thành phần bạn bè chia sẻ cái clip mà Lợi Minh bị bọn ma quê nó chế đấy. Mình nói nếu mà nó chế anh Lợi Minh mình không lên clip ngày sáng hôm nay, nếu nó chế anh Lợi Minh thì mình không có lên clip, nhưng mà thực sự nó lại giảm hết anh Lợi Minh để nó chế Bác Hồ. Tức là nó lấy cái hình ảnh của Bác Hồ, một cái vị chủ tịch nước, một cái vị mà đúng là kính yêu của cả dân tộc Việt Nam, là một thần tượng của một số nước khác nữa, mà nó dám lấy cái hình đó để nó hạ nhục anh Lợi Minh. Tức là nó lấy cái chuyện Bác Hồ, hình ảnh của Bác Hồ như vậy để nó trả cái việc anh Lợi Minh. Nếu nó chế anh Lợi Minh thì mình tin là anh Lợi Minh đủ phản kháng, đủ những cái năng lượng để phản kháng một cách xử lý khôn khéo. Nhưng mà thực sự nó là không chế ảnh anh Lợi Minh mà chế ảnh Bác Hồ. Nhưng mà bắt buộc mình bức xúc quá, mình sáng nay mình mới làm clip, thì đúng trong tâm mình không có muốn làm. Cho nên mình mới nói thế này này, cái loại báo quê chúng mày khốn nạn tiểu nhân lắm. Chúng mày đừng có lấy kiểu trò mà lấy cái hình ảnh chính cái bọn đó là đang khốn nạn. Em thấy bọn nó quê không? Thay như nó chế anh Lợi Minh đi, nó chế chị em mình đi thì mình thấy bình thường. Nó chế Bác Hồ, như vậy là mấy quê, đúng không? Rõ ràng là ba quê chưa? Có ai dám xúc phạm Bác Hồ đâu? Trả thù cá nhân hay trả thù bất cứ cái chuyện gì cũng không ai dám lấy hình tượng Bác Hồ ra để mà chế hình của Bác Hồ cả. Nhưng mà vì một cái lợi ích cá nhân hoặc vì một cái sự trả thù hèn mọn của bọn ba que, mà nó dám lấy nick giả của anh Lợi Minh để nó chế hình Bác Hồ. Như vậy những cái chứng tỏ là cái trình độ qua một cái việc làm dơ bẩn của chúng nó, là chị thấy cái trình độ của chúng nó là quá là thấp, quá là khốn nạn. Mà cái này khi mà anh Lợi Minh anh phát hiện ra thì mới biết được rằng nó ngu, rằng là vì ông Lợi Minh ông cài cái hình của ông lại là hình 3D mà hình ấy, cho nên không thể nào mà cài cái hình khác được đấy. Cho nên là khi mà xem vào là biết ngay là nick giả. đánh giả thì chắc chắn là kể cả là nó có photo, nó có copy ở bên cái hình ảnh lại mình cũng không được, bởi vì cái nick là nó em cứ vào những cái phần đường link nó xuất phát từ ở đâu. Đúng rồi, dễ gì đâu chị, nếu mà chị nó phải 30.000 người với cái phần đó là những người nào là bạn của anh Lợi Minh trong cái thời điểm nhạy cảm nhất như thế này. Đến bản thân Phượng Nguyễn thì bản thân bất cứ ai cũng vậy, có bản lĩnh ở nào thì họ không, họ sợ, họ hiên ngang. Nhưng hiên ngang không có nghĩa là đứng ra chìa cái mặt cho họ ném, họ bắn mình, mà khôn ngoan, cái sự khôn ngoan của cái người mà người ta tin tưởng ấy, là người họ né đi. Thì trong lúc này là cái lúc mà anh Lợi Minh cần né, anh cần phải tế nhị và cần với cẩn thận bất cứ một hành động hay lời nói nào. Vậy không có hào cớ anh Lợi Minh anh chìa cái mặt ra để cho cái bọn mà quên nó xỏ lá để nó chơi anh cả. Vậy thì không, anh Lợi Minh không cần phải thanh minh. Chúng ta là người có bộ đầu óc, cái đầu chúng ta rất nên nhiều nếp nhăn, và chúng ta là cái người có suy nghĩ. Mình không nói là trình độ, chúng ta là người không nói là trình độ, không, mình nói chúng ta là người biết suy nghĩ. Thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là trong cái thời điểm này không có ai dạy gì mà đi làm cái chuyện đó, mà trong khi anh Lợi Minh là một người như thế nào, đâu phải đơn giản đâu, đúng không? Vậy thì tại sao nó làm như vậy trong cái thời điểm là vừa mới chế hình xong thì có người đăng lên, cách nhau có 13 phút thôi, 6 giờ 47 phút và 7 giờ. Vậy thì em nghĩ là cái bọn ma quê nó lấy từ đâu ra thông tin? Hả? Trong em 13... đã bảo rồi, em đã bảo chị rồi. Sáng hôm nay là tất cả mọi người nhìn vào đều biết đâu là ba que thật và đâu là ba que giả cầy. Nhưng cái trình độ ba que chỉ có thế thôi em ạ, vì nó không nghĩ đến những cái hậu quả và những cái tai nạn dù rất nhỏ, nhưng mà từ cái nhỏ đó nó mới lòi ra. Thì khi mà anh chị ơi, ý trời đấy chị, nhiều khi ba que nó không nghĩ ra đâu mà nó cứ tưởng mình khôn ấy, xong sau này nó lại đính chính ấy, nhưng mà thực ra là trời ơi, ngố rừng. Nói là người tính mà mình trời tính là ở chỗ đó đấy. Đúng. Khôn ngoan thì đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chứ hoài đá nhau. Mình đúng một bàn tay sẽ chia hết cả bầu trời, đúng không? Tinh tường cỡ nào, siêu sao cỡ nào, đẳng cấp cỡ nào, ông trời chỉ cần quẹt qua một cái lá số là chúng mày lòi nó hết. Đúng rồi, chính xác. Ông trời đó là hậu quả. Chị ơi chị, mấy ngày nay ông trời ông toàn có cầm quạt, ông quạt không, cho nên là quạt tới đâu là ba que lòi đuôi tới đấy chị. Cho nên là anh Lợi Minh càng như vậy là càng hay. Đúng không? Trời thương người tốt là trời. Thanh minh mỗi mồm nó cũng không vã một mét nó đâu có được, không có gì mà ông trời giúp mình thôi. Thế các cụ ta nó cấm xa bao giờ, trời người tính bằng trời tính là chỗ đó đó. Cái gì nó có cái giá, ngày xưa rồi mới là sau này tiếp sau con cháu mày thì trả nợ, không có. Bây giờ hậu quả nhãn tiền luôn, trước mắt luôn. Đúng rồi, hậu quả nhãn tiền luôn à, em nói với chị. Sống tốt. Đáng nghĩa đừng có nói xấu vu khống bịa đặt cho ai á, thì có khi đến lúc đi nó còn thanh thản. Còn nếu mà đã nói vu khống bịa đặt mà người ta không có mà nói cho người ta có á, thì là đến lúc đi là nó đau đớn, nó trời ơi khổ lắm, mà có khi lại nhanh đi. Không, thế chị mới bảo là thôi những cái người mà ốm đau bệnh tật á, mình nói thật, mình khuyên luôn chân tình là cái bọn ba que khốn nạn này, sống làm sao mà để mà khi mà chết ấy, người ta còn dù có như thế nào cũng cái mạng xã hội này ấy, người ta nghe cái tin bị chết hay là những ngày cuối nằm ở bệnh viện đó, người ta cũng rõ mà gặp nước mắt xót thương của một kiếp người. Mình nói đúng thật đấy, mình tình đó. Hay là chị ơi, cái bọn ba que này bây giờ nó cứ nói ẩu, nó tàn là có khi nào là nó biết nó sắp chết rồi không chị? Mà cái này thì mình cũng không biết ở đâu cả, thì nhiều khi sống nay chết mai em ạ, chả biết được. Cho nên là theo chị thì dù sắp thì dù còn 2 ngày hay 10 ngày 20 ngày nữa mình cũng phải sống tốt. Như chị càng nghĩ như vậy thì cái sự sống của mình nó kéo dài thì càng được lâu. Chứ còn sống cái kiểu mà cứ nghĩ mình gần chết rồi, mình muốn làm gì làm trời làm đất thì nó không có được như vậy. Đến lúc chết nó không được chết em ạ. Nó cứ day dứt, nó làm cho mình khổ sở đau đớn, nó để cho mình phải hiểu, nó không cho mình chết não đâu. Nó cho mình biết để cái cảm nhận cái sự đau đớn thể xác là cái hậu quả của việc làm để lại đó, cái trần ai đó. Tại vì vâng, đây Hoàng, tại vì là em thì em thấy thường nó bây giờ người ta bảo là đấy, như hồi nãy chị nói đấy, nhưng mà thực sự là ba que nó không bao giờ nó nghĩ ra đâu chị. Nó chỉ khi nào mà là nó chết thì nó mới, nó gần chết nó mới biết được. Cho đấy, cho nên là đấy, cái bao que nó thổ lộ ngay với từng cái bình luận nè, dạ, từng cái làm, từng cái lời nói kiểu gì cũng lòi ra. Đấy, như hôm nay nói thẳng luôn là cái trường hợp Quang ấy, em thì em đang chửi bao que đúng không? Nhưng mà em đàn thì chị xin phép em, chị hơi mất lịch sự một chút, là chị nói thế này này. Thôi bây giờ em ngưng chạy chửi bao que đi, cho chị nhắn nhủ em Diệu Ngọc là khi mà sáng nay chị có nói làm một cái clip mà cái bọn bao que nó chế hình đó, thì là ai cũng, chính anh Trịnh Hoài Nam này rồi mình Phượng Nguyễn rồi mọi người cũng lên kêu gọi là anh nick giả để cho mọi người cảnh báo. Nhưng em Diệu Ngọc không biết gì nhảy vào chửi mình là giặc Pháp, giặc Mỹ, giặc Tàu, không sợ mà sợ cái loại người chụp yêu nước mà chụp mỗi người khác như Phương Nguyễn. Nên là chị qua đây chị cũng xin lỗi với Diệu Ngọc là chị không dám nói thì em, vì em là bệnh tật mà cái giống cái đời người ta bữa nghệ tử ra nghệ tận nên chị không dám nói em đến ngày, những ngày em ốm đau nó không giúp em được thì thôi, thương em không hết chứ làm sao chị dám xỉ vả em. Nhưng mà lần sau em đọc kỹ nha, chứ em đừng có vội vàng em chửi chị là chụp mũ xong rồi cái cuối cùng em lại chị Phương Nguyễn này em nghe lộn. Đó, cái con người chúng ta nó thể hiện lên từng lời nói, từng hành động nông nổi thâm sâu, đúng không? Hay là con người có chùn trình độ, hay là con người suy nghĩ nông cạn hay là như thế nào thì nó thể hiện ngay. Rồi trong đấy em biết em nghe lộn rồi em chửi chị là chuột mũ, là chuột mũ này kia, em biết khi em nghe lộn mà khác em không có lời xin lỗi chị. Chị nói thật đấy, chị thương em lắm, nhưng mà giờ chị không, chị cũng khó khăn, không có thời điều kiện để giúp đỡ em, thành thử ra chị cũng không có làm gì cho em cả. Thì cho em lời khuyên thế này này, em nhỏ em có lời khuyên em sai thì em xin lỗi chị một câu, chị không nói gì cả, em không xin lỗi cũng không sao, vì con người bệnh tật ốm đau như em ấy chị không có nỡ chắc đâu, làm người chị mà tha thứ thương em muốn không hết thì là hà có gì mà nói em nặng nhẹ đó. Nhưng mà em là sao em rút kinh nghiệm nha Diệu Ngọc, em đừng vô em xỉa xói chị như vậy. Chị không gọi tên ai, chị đang cùng anh Trịnh Lê Hoài Nam đứng lên để vạch mặt cái kẻ mà giả danh nick đó, mà chế hình Bác Hồ đó, chế hình anh Lợi Minh thì không sao cả, chị không nói đây, chế hình anh Lợi, chế hình Bác Hồ đó chị phải vào, chị cùng với anh Lê Trịnh Hoài Nam vào để mà vạch mặt cái bọn giả nít ra thì em lại vào xúc phạm chị, nhưng mà không sao. Chị xin lỗi em, để xin lỗi em là vì em chưa xin lỗi chị đó. Rồi em chỉ bao que thì... lắm, nhiều khi em nói với chị, nhiều khi em cũng chả muốn chửi ba que đâu, nhưng mà vì nhiều khi ba que bây giờ nó khốn nạn quá, mà ba que càng ngày nó càng lộng hành, ba que càng ngày nó càng... Ba que là ai nhỉ? Đừng có nghĩ là lên sóng nói gì nói nhé. Ủa tôi chửi ba que mà, ba que xỏ lá mà Phan Hồng sao đâu. Ủa tôi chửi ba que mắc mớ gì đến bạn đâu hề. Bạn không thích nghe thì mời bạn ra ngoài nhá. Rồi ok, bạn không thích nghe thì tôi cho bạn ra ngoài vậy. Tại vì tôi đang chửi ba que mà, ba que là những cái thành phần mà chuyên... ăn không nói có, chuyên chụp mũ và nói xấu cho em không phải phân tích đâu, vì đến giờ phút giờ mà chưa biết ba quen là ai thì bạn cũng lên đây em giải thích 100 lần bạn cũng chả biết, đúng không ạ? Con người nói rồi em ạ, làm lính thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, cứ đến giờ phút giờ rồi mà em còn chưa, bạn đó còn chưa biết ba quen là ai nhỉ thì em đừng giải thích. Nếu mà biết ba quen rồi thì em còn giải thích, chứ em bạn chưa biết ba quen thì em khó giải thích, bởi vì con người ta nắn nót hoặc là mình để cho con người ta hiểu biết được một cái vấn đề cả một quá trình nha. Nên khi bạn vào bạn hỏi có ba que là gì thì em không phải trả lời nha, không trả lời, bởi vì làm sao con người ta là chỉ có thay máu thôi. Đến tầm này là bạn còn hỏi ba que là gì nhỉ thì có nghĩa là em tính những thành phần thì em không trả lời, vì bố mẹ cha mẹ họ đẻ ra họ nuôi lớn đến bằng này đầu rồi, không biết là tóc xanh hay tóc bạc nữa, mà còn chưa biết cái từ ba que thì em một sớm một chiều em có khẳng định em làm cho con người ta đổi mới được hay không, con người ta tiến bộ được hay không. Cho nên những thành phần đó mình không phải mất thời gian, vì không nhất thiết không phải trách nhiệm để mà đào tạo cái loại hạng người như vậy, khó trả lời. Thôi nhiều đó thôi, em cho người ta ra ngoài, người ta không hiểu mình nói gì thì để người ta đi về nhà người ta chị ạ. Em mời họ đi về rồi, về đặt tay chán, đúng rồi. Em chỉ cười. Dạ. Em chỉ chửi cái thành phần ba que xỏ lá nào mà nó cứ trên mạng xã hội mà cứ chuyên chị đi vu khống chụp mũ và ăn không nói có, chuyện không nói thành chuyện có, là tất cả những cái tai nạn bệnh tật là bên em thì tiêu trừ, và cái thành phần mà ba que sỏ lá ăn không nói cho em sẽ nhận lại tất cả những cái đó, đúng không chị? Ừ, người ta gọi là cái gì nhỉ? Đấy, nó gánh bệnh tật cho mình, nó gánh họa cho mình đó. Giống như là mình cúng vào hồn xong là những cái, hoặc là mình đi cúng những cái gì để cho nó bớt nghiệp đi đấy, bớt nghiệp đấy, những nó là họ gánh cho mình đó. Đúng rồi, làm phước để bớt nghiệp đấy em, cho nên là những người đó họ gánh cho mình, không sao cả, không sao. Đúng, mình không biết hiểu thế nào. Chị Phượng, đúng rồi chị Phượng ơi, những cái thành phần ba que sỏ lá, vì trong cái dòng máu của nó, trong cái trái tim của nó luôn luôn chứa đầy những cái mà độc ác ấy, mình những cái thù hận và độc ác ấy, là cho nên là khi mà máu nó nhiều quá, nó bơm lên não không kịp, thế là nó bị kiểu ức chế, nên nó hay bị bệnh tim ấy chị hề. Đàn ông thì não không thông kịp thì xuống dưới nóng bỏng, đàn bà thì nóng bên trên, hiểu không? Đàn ông nếu kế quá thì nó dồn xuống phía dưới nóng đấy. Thì đấy cái kiểu em hiểu rồi. Thế ý chị là ba que sỏ lá nó cũng là cái thành phần mà cái kiểu là giống như kiểu là bị bệnh, mà bệnh như nước ngoài người ta gọi là cái bệnh thèm trai, nên nghĩ ai cũng giống mình ấy hả? Hay là thèm trai? Hóa ra bây giờ ba que nó cũng lắm căn bệnh chị hề. Em thấy không, ông nói nghiêm túc này, em ngồi em suy nghĩ mà xem lắm. Lúc chị hay ngồi chị như hâm mà chị ngồi chị hay suy nghĩ lắm nhá. Cái cuộc đời bọn bao que đấy, đứa nào mà giàu á thì lao tâm khổ tứ, còn đứa nào mà nghèo á thì cứ la liếm kiếm miếng ăn, cuối cùng cuộc đời chúng nó chẳng lúc nào sung sướng cả, thật sự luôn đó. Bơ vơ lang thang, nhìn thấy tội lắm, nhìn khắc khổ lắm, rồi có là như thế nào thì nhìn cũng tội lắm, đúng không? Nếu mà có tí tiền á thì lại bánh đau, còn nếu mà không đủ miếng ăn thì trông khắc khổ lắm. Cho nên cuộc có cái gì nó cũng gánh hết rồi, cho nên tại sao Đảng Cộng sản cứ sống mãi mà chúng nó cứ khổ lăn ra, chết dần chết mòn. Cho nên là em tin đi. Dạ. Thì em thấy rồi mà, như ngày xưa đấy, Đảng Cộng sản với nhà nước Việt Nam coi như là cứ cái bọn ba que nó cứ chửi đến đâu là Đảng Cộng sản càng vững mạnh đến đấy. Đấy. Thế em thì bây giờ là Đảng Cộng sản thì là như vậy, còn em á thì ba que nó chửi em đến đâu mà nó vu khống, nó ăn không có cho em bao nhiêu, cứ xinh gái đến đấy. Còn ba que thì cứ bệnh tật thì nặng nề sắp chết rồi, dẫy đành đạch cứ như là kìa phải nước nóng ấy, kiểu thế mà. Không, nhưng mà người ta nói là vẫn kịp đó, nếu dạ, mà vẫn kịp em ạ. Tại vì nhiều người, chỉ thấy nhiều ca đấy, bác sĩ trả về với người nhà chuẩn bị tinh thần đi, thế nhưng mà về cái người nhà nào đi làm từ thiện này, nào để sống tự nhiên tốt hẳn ra, xong rồi cứ đọc kinh cho nghe tâm hồn thanh thản, không làm những cái cho xem những cái hình ảnh là thiện tốt hơn ác, thiện nhiều hơn ác ấy. Nó tự nhiên con người ta cái phần ác đấy nó tự nhiên thôi chị ơi. Lúc bây giờ thì muộn rồi chị ơi, muộn hơn. Con người ta sống phải có tâm, phải có đạo đức, mà khi đã có tâm thì nó mới có tầm. Mà con người ta là sống là tất cả nó ở cái miệng mình hết, cái miệng mình mà mình nói là cái sự thật thì nó luôn là sự thật, mà cái miệng mình mà ăn không nói có cho người khác là mình gánh hết những cái hậu quả của người ta, rồi cái cuộc đời của mình nó cũng sẽ ngắn, mà bản thân mình đau đớn bệnh tật rồi bản thân mình sẽ phải khổ nhục nhã lắm thiệt. Đấy, thế nên là những cái thấy ba que nó toàn bị bệnh tim mới lại ấy, thì bệnh tim mới tăng sông ung thư. Bệnh tim mới tăng ung thư chị ạ. Ba que toàn bị ung thư. Nhưng mà cái bệnh tim ấy thì cái bọn ba que là hầu như nó bị bệnh tim là cái bệnh toàn bệnh khó chữa chị hả? Không chữa được, chỉ có còn tiền thì còn sống, gọi là bệnh nhà giàu ấy. Bệnh nhà giàu tức là còn tiền thì còn sống, mà hết tiền là hết thở vậy đó. Tiền nó là hơi thở đấy. Tiền là hơi thở mà cái cảnh nghèo túng đấy, nhà cửa chả có chỗ mà ở, đi vay đi mượn đi mướn đi thuê, khi mà không có cái người ta đuổi ra khỏi nhà. Cái người nào tốt họ đợi cho thêm nửa tháng, người nào mà họ nhìn họ ghét quá, họ vướng ngứa mắt ngứa mũi quá, sống không tốt ấy, thì họ đuổi ra ngay trong đêm 30 như vậy, thì người lên cơn ức chế cũng chết thôi. Cho nên là tốt nhất là mình sống tốt. Em nó truyền tải đất nước Việt Nam mình bây giờ càng ngày không sung sướng, mà nó cứ bảo là là xấu xa, mà trong mắt cái bọn đấy thì cứ ai mà hơn nó tí là cho là nó cho là không có ra cái gì cả. Thì tất cả những cái đó thì mình chỉ nghĩ là có nghĩa là trời cũng định, có lẽ là trời cũng định cái số người ta như vậy rồi, có nghĩa là cải tiến cũng không được phần nào đâu. Thôi thì em mình cứ lơ đi, thi thoảng lên thôi, thi thoảng bây giờ em cũng nghỉ ngơi đi, xong thi thoảng lên chọc chọc một tí cho ba quên ức chế. Không, chị nói chuyện em hồi nào giờ chị không thấy à? Em mà không đánh ba que là em sao mà sống? Không chịu nổi. Không chịu nổi hả? Dạ, em là căm thù ba que mà. Nhưng mà đối với em thôi tha thứ đi, em bỏ cho nó đi, em bỏ cho nó đi. Nếu mà nó còn quá hả? Thì em có nói gì đâu, tại vì ba que bây giờ ngày nào nó cũng chửi em chị ạ. Ngày nào nó cũng ba que xỏ lá, nó không nó ngày nào nó cũng xuyên tạc, ngày nào nó cũng bịa đặt chị ạ, ngày nào nó cũng vu khống cho em chị ạ. Thế à? Chị không lên, chị không biết được chứ. Chị ơi, ngày xưa là từ bé đến giờ em chả biết đâu mà sao bây giờ nó lắm trai lắm. Trời ơi, nó chụp cho em nhiều trai lắm chị. Ba que xỏ lá. Trai gì? Đàn ông hả? Ừ. Có ông nào nhường tao không? Trời ơi, nay nó chụp cho em ông này, mai nó chụp cho em ông kia. Mà đúng là cái lũ ba que, mà ba que là những cái đứa mặt thì giống người mà đầu chứa óc lợn, chuyên đi bưng bô kẻ mạnh, mà chuyên kiểu chắc là người ta cũng là cố gắng là đưa tiền đấy, cứ muốn là, mà cái bọn ba que nó hay muốn vùi dập những người hiền lành tử tế lắm chị. Nhưng mà nó không cãi được số em ạ. Con người ta không cãi được số đâu, kệ nó. Tại vì chị nghĩ là con người thường thường đến giờ phút giờ thì ngồi ngẫm nghĩ cũng đúng. Mình tại sao mình cứ sau này mình không biết, sau này tuổi già 8-90 tuổi lộn quạng không biết. Nhưng mà bây giờ mình làm như trâu bò á, mẹ mà cứ chiến đấu bao quê cả đêm như vậy, mà sáng hôm sau vẫn cứ tươi như hoa đi làm chiến đấu vẫn á. Càng ngày mẹ cái phòng nào vòng đấy cứ phình ra nhá, mẹ không biết thế nào khỏe. Trời nó trời ông trời không có mắt, nó không độ cho mình như thế, càng ngày càng trẻ rồi đúng không mọi người? Hồi xưa em đây xấu nhỉ, bây giờ bớt xấu rồi. Đấy, trừ ba que nhiều, bây giờ càng ngày càng đẹp, mà ba que thì càng ngày bệnh càng nặng. Thì sống chả biết ngày nào mà cứ lên mạng á, trời cha tổ những cái đứa ba que mà lên mạng mà cứ ăn không nói có cho những người hiền lành tử tế thì chỉ có chết, từ chết đến bị thương mà thôi. Trời hành cũng đủ chết rồi, thiệt chị. Sao mà, nhưng mà đợt này sao mà chúng nó lại cứ đánh em thế nhỉ? Sao nó cứ vùi dập em, cái bọn ba que mất dạy thế? Hay là nó muốn em phải chị không phải. Tại vì ba que nó thấy em vừa xinh lại vừa giỏi nữa. Trời ơi, ba que nó nhìn thấy em là nó tức chứ sao. Không phải chị nghĩ em cũng dạy lắm, ai bảo em không theo ba que chi, em theo cộng sản làm gì là chị, em bị vùi dập. Chứ chị theo ba que đến 8-9 tháng nay rồi nè. Không, em là em chỉ có theo cộng sản thôi. Bây giờ em có chết là em cũng theo đảng và nhà nước à. Cho nên khi là này, sống tốt thì em cố gắng sống tốt, khi chết có cái lá cờ tổ quốc mà quấn vào người. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Chứ cái thứ ba que xỏ lá mà ăn không nói có, vu oan giá họa cho người khác rồi. Em sợ đến lúc rồi cái áo không có mặc chị ơi. Bây giờ miếng ăn còn chả có thì em khổ lắm. Ủa sao miếng ăn không có mà nó bảo là em là đồ thứ gì gì nhỉ? Ba que nó bảo hả? Cô mà nó bảo gì? Nó bảo em như nào? Ba que nó bảo em là cái gì nhỉ? Nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi mồng họng đấy. Đủ ba que mà nó xuyên tạc thì biết rồi, nó xuyên tạc em với giai này chán, xong lại xuyên tạc đến giai kia, rồi nó quay qua nó xuyên tạc đến nghèo giàu. Trời ơi. Ừ, cái bọn ba que này em nói với chị nó kinh khủng này. Thôi, nếu em nghèo thì em định chị đi, chị gửi tiền vào cho em, xong rồi cái em khen chị đẹp đi, chị gửi tiền cho em. Chứ nhưng mà chị nói trước nha, nhận tiền của chị cấm chửi chị đó, chị giận á, chị tự ái á. Có cần tiền không? Chị gửi. Không, em nói thiệt với chị chứ em nghèo thì em ăn rau muối chấm tương với cả cơm gạo lứt muối mè thôi, em không thích đâu. chứ ba que nó cứ xuyên tạc cho em vậy thì em mới nói là thế, em mới gọi nó là ba que. Chả biết như thế nào mà nhìn em cứ phơi phới với chị, phơi phới thế này thì trên đời này không có cái lý do gì mà uống nước hoặc là ăn không khí để sống cả, chắc chắn phải có ăn, mà có ăn nghèo mà lại cứ phơi phới thế này. Còn cái bọn này nhìn kìa, chồng rách rưới xong rồi mặt mày thì tai xanh tai bét, mắt trắng môi thâm mỏ nhọn. Trong cái con người như vậy thì đừng có nói là khá giả, mình không phân biệt giàu nghèo, nhưng mà tại vì nó bảo em không thích áo ôm, nó bảo em là cái gì nghèo rất tơi mà, đúng không? Cho nên là con người ta nó nói thì nói xong trước khi nói người ta mình giật cái tóc gáy mình đã. Trên cộng đồng này mạng ai với chị nghèo chị ai ơi biết... chị ơi, cái đây một năm em cũng thấy chị bị ba que nó vùi dập, chị coi như là te tua tơi tả mà sao ngày nay chị càng ngày càng đẹp dữ vậy? Thì tại vì cái đó là em biết xong người ta bảo tâm bởi cái gì nhỉ, tâm sinh tính, chúng nó lúc nào ủ mưu thì nó mắc mưu chị rồi là cứ nó xuyên tạc bao nhiêu chị cười bấy nhiêu, và chị cảm thấy mẹ chúng mày ngu thật, chúng mày mắc mưu tao rồi, chúng mày cứ cố thức cả đêm cả ngày mà siêu mà ngủ mưu đi, mà tao bố mày cứ bà mày cứ ngủ xong sao bà mày ăn sáng, bà mày đi làm, bà mày nhảy nhạc nghe nhạc à, khi nào thích thì bà mày lên bà mày buôn với bạn bà mày, thế là cuộc đời chúng mày cứ quá khổ ải. Dù có nghe quá thì không có miếng ăn, còn có một tí suốt ngày ủ mưu như vậy chúng mày cũng chẳng được hưởng thụ, vậy thì chúng mày cứ phải chết dần chết mòn, chết chân đau đớn trong bệnh tật ung thư, trong bệnh nọ bệnh kia thôi. Còn bà mày cứ nghe nhạc, bà mày nhảy xong bà mày đi ngủ, cho nên là bà mày cứ đấy, nhìn này phải phới bữa trưa đó. Ba que ngày xưa vùi dập Phượng Nguyễn, xong đến Thái Ngọc Nhiên phải không? Thái Ngọc Nhiên bây giờ thì nhìn cứ trẻ ra, bây giờ Ngọc Hiếu, Hiếu Ngọc vùi dập Ngọc Hiếu, Hiếu Ngọc kinh khủng thật, công nhận ba que nó ủ mưu kiếp khủng. Mà ba que em nói với chị nhá, nó đánh rắn là nó phải đánh từng người một. Chị nói với em này, cái giống đời mà định nói gì nhỉ? Cái giống đời mà cứ đánh người ta gọi là người ta là cái gì à, khôn ngoan thì đối đáp người ngoài, có giỏi quân tử thì đi ra đường mà tìm những cái thằng đầu gấu đầu mèo nó mà khêu khích nó mà bố mày hút thuốc này, bố mày nhổ nước bọt mặt mày, lúc đó mới anh hùng ấy đi đánh chị em mình như vậy. Yếu đểu đầu tơ, chả thương yêu chị em mình hết thì thôi, việc gì phải đánh chị em mình, đúng không? Cái hạng như vậy không bao giờ có lương tâm. Chị mà nói hay quá, chị nói hay không. Quá em nói với chị như thế này, ba que nó phải biết được rằng chị phải biết được rằng ba que nó nhìn thấy chị em mình là người Việt Nam. Em đang đánh cái loại ba que trong nước, ba que gọi là ba que dân chủ buổi nhá cả nhà nhá, đừng cười em. Phải Ngọc Hiếu làm cho ba que nó kêu to gọi mọi người ủng hộ đô la thì nó ghét thôi đấy, thế cho nên là chúng chỉ thích yêu đàn bà con gái đẹp thôi. Thôi ngủ đây, vâng anh Trung đi ngủ đi, không yêu cầu để chúc anh ngủ ngon. Nếu rồi ba người hỗn thận bà mày róc từng khúc xương như thế này. Tao nhớ mãi. Tao nhớ mãi ngày cho tao chửi thằng Tân Thọ họ cái thằng Linh Mục. Cũng con dao này đây. Ôi con quên không kỷ niệm một năm ngày cưới con dao. Tức quá chị ông Tân đó hả? Ừ, ông Tân Linh Mục đó, xong bắt đầu mình tức tao siêu mình tức mẹ ông đấy, chính là hắn ta nè. Đây à, em ôi, cũng nhớ cái đợt đấy. Ôi tình yêu của em. Đấy, ta là ngày xưa định chém, bây giờ bọn bao quê làm sao mà đứng trước mặt chị em mình mà chỉ cần nói Hoàng Dược chị... Sư, Hoàng Dược Sư ơi, đừng có nói những cái chuyện không đâu vào đâu ở nhà Hiếu Ngọc nhé. Hiếu Ngọc bây giờ chỉ có đi đánh ba que và dân chủ của trong nước thôi. Ngày trước thì Hiếu Ngọc đi đánh ba que ở nước ngoài, rồi bây giờ Hiếu Ngọc đánh cả trong nước lẫn nước ngoài. Trong nước cũng có ba que mà nước ngoài cũng có ba que, mà ba cái thứ ba que bây giờ nó bị bệnh tim hết lượt rồi, vì nó ăn ở ác quá cho nên nó bị bệnh tim. Nó thấy Hiếu Ngọc đẹp và trẻ khỏe này nó ghen, hiểu không? Nên Hiếu Ngọc phải đánh nào bạn còn bữa cái đừng có lôi Nhã Linh vào, Nhã Linh nó có liên quan gì đâu. Nhã Linh nó ba que đâu Cứ gọi Nhã Linh làm gì? Đâu có gọi đâu. Nhưng mà đã chặn không kết bạn rồi. Nhưng với lại hơn nữa là Hoàng Dược Sư nói như vậy rồi lại liên quan đến Nhã Linh, rồi lại phiền chị em ra, bạn đừng có chơi cái trò mà ném đá giấu tay như vậy, chị em mất lòng, người ta đang yêu thương nhau không hết thì thôi, nói như vậy không được, sống như vậy không tốt. Mà Hiếu Ngọc đã nói là Hiếu Ngọc không quan tâm, Hiếu Ngọc đã block Du Nhã Linh rồi. Hiếu Ngọc không quan tâm, không quen biết Du Nhã Linh nha. Hoàng Dược Sư đừng có nói vào đây. Hiếu Ngọc bây giờ là chỉ có đi đánh ba que mà thôi. Con nhét chữa một người khác như thế, bạn chơi như vậy là bạn hèn quá, bạn ngon mà ra mặt đi. Bạn cứ kích động như vậy, chính bạn là cũng là bao que nốt đó. Bạn coi chừng ông là Hiếu Ngọc lại block bạn đấy. Tại vì Hiếu Ngọc chỉ có chửi ba que xỏ lá thôi. Ba que nó hay vu khống bịa đặt lắm, chuyện có nói không mà. Ba que nào kệ mẹ Hiếu Ngọc chứ liên quan gì đến Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư là ai? Đến bây giờ Hoàng Dược Sư chưa biết ba que là ai thì Hoàng thì tốt nhất là bạn đã phải bị bạn về bạn tìm hiểu đi. Mắc mớ thì bọn tôi phải chịu trách nhiệm trả lời cho bạn là ai. Bạn cái gì mới tự thân vận động tự tìm hiểu, bọn tôi cũng tự tìm hiểu thôi, đâu có ai nói với bọn tôi là em ơi con này là ba que, thằng kia là bốn que đâu, bọn tôi không có ai chỉ đạo cả, bọn tôi tự tìm hiểu, thằng nào là ba que bọn tôi cảm thấy cái này hợp lý thôi, đúng rồi. Mắc mới không có nhà nước không trả tiền, không có đứng dưới một bất cứ một hội nhóm nào, không có một ai lãnh đạo, cho nên là không có ai, nhiệm vụ chúng tôi phải trả lời cho bạn rằng ai là ba que, tự bạn phải biết. Cái người mà tôi cứ giả lời 100% nhưng mà bạn không tìm hiểu thì bạn cũng coi như con số không. Tốt nhất là bạn động não. Cái gì tự thân mình tìm hiểu ra, cái đó nó có giá trị gấp vạn, bạn bè mình tìm hiểu đi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn toàn bất cứ một trả lời cho ai cả, là ba que là ai nha. Đúng rồi, ba que là ai kệ mẹ Hiếu Ngọc, không liên quan gì đến Hoàng Dược Sư. Thích thì ở đây xem, mà không thích thì đi ra ngoài. Còn Hiếu Ngọc đang chửi ba que là cứ chửi ba que mà thôi. Còn tất cả những gì mà liên quan đến những người khác thì Hiếu Ngọc đã không thích, là Hiếu Ngọc không quan tâm, và Hiếu Ngọc đã không thích thì Hiếu Ngọc khinh, lấy Hiếu Ngọc block vậy thôi. Đừng có vào đây mà cà khịa là Hiếu Ngọc block đó. Đi nào. Mình ghét nhất là cái dạng mà hèn. Mình rất nghèo, nhắc nghèo bình thường cực, nhưng mình ghét thằng hèn lắm, cho nên là những cái thằng hèn đừng thèm vào đây mà nó đừng nói chuyện với nó. Đúng rồi. Nói chuyện với thằng hèn. Nói chuyện thằng hèn mình bực mình. Mình chắc bản thân sao mình như thế này. Này mà đi nói chuyện với thằng hèn cho nên em đừng phải để ý bọn. Mà chị từng nhắc chứ. Em tại thì em... Hả? Tại vì nói Nhã Linh thì chị Hoàng sợ Dược nhá. Hoàng Dược rồi. Hoàng Dược Sư chị cho em ngồi thêm 5 phút nữa mà em mà còn comment tào lao nữa là chị block đó Hoàng Dược Sư ạ. Ok, nói thật, ok ta... nói chuyện hay là ok. Mình cái gì nghe đi. Hoàng Dược Sư nghe đi, nghe cho thấm đi. Con người ta nói ít nhưng mà người ta nghe nhiều, đọc nhiều thì người ta sẽ hiểu nhiều. Bạn cứ nghe đi. Nghe xong bạn về mình suy nghĩ, xong bạn tìm cái thông tin như thế nào gọi là ba que, đánh lên. Bạn đánh từ ba que, hoặc là bạn đánh từ mà Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là các bạn đánh những cái kênh nào mà những cái mà, hoặc là bạn lên bạn nói là... Chị Phượng, chị xuống đi, Hoàng Dược Sư nó lên rồi, em tí nữa em mời chị nhé. Ok em nói đi, nhưng mà để cho nó lên, mà nếu mà cảm thấy mà bạn tôn trọng mình nhá thì em để, không thì em block đi. Một cái những câu nào mà em không thích trả lời thì em không cần thiết phải trả lời, em không nhiệm vụ trả lời bạn đó nhá. Dạ đúng rồi, chị cứ xuống chị ở dưới nhá. Rồi lát nữa cần thiết em mời chị lên rồi. Ok, đây Hoàng Dược Sư lên. Hoàng Dược Sư là ai? Lên là phải đưa mặt nhá, còn không đưa mặt ra lấy Hiếu Ngọc và lốc xuống đó. Dạ thưa người dân thấp cổ bé miệng trong nước Việt Nam, chỉ mong muốn làm sao? Mong muốn làm sao? Một điều. Thôi mệt Thanh Ngố quá, chị block luôn. Ngày hôm nay chị chống ba que nha Thanh Ngố. Chị không có mệt. Hiếu Hoàng, bạn biết tôi đấy. Tôi không muốn chửi đâu, mà tôi đã chửi thì bạn biết rồi đó. Để Hoàng Dược Sư lên. Hoàng Dược Sư là ai đây? Hoàng Dược Sư tự tìm hiểu đi. Đâu đang đòi lên mà cả nhà, đang đòi lên. Hoàng Dược Sư đang đòi lên. Hoàng Dược Sư là ai? Lên là phải có hình ảnh, chứ nếu không có hình ảnh lên một phát mà để hình tối là Hiếu Ngọc giờ cho xuống ngay. Tại ngày hôm nay là ngày Hiếu Ngọc đang chửi ba que, cho nên là Hoàng Dược Sư mà tào lao là Hiếu Ngọc cho xuống đó, block đó. Sao? Sao không lên à? Sao? Có lên không? Lên thì Hiếu Ngọc mời lên này, sao lại không lên? Hoàng Dược Sư tự tìm hiểu đi, đang đòi lên, đang đòi lên. Sao là đang thêm mà không lên đi? Em đi chống ba que, bây giờ càng ngày em càng cảm thấy nó vui vì cảm thấy mình có giá trị gớm ghê luôn á. Ngày trước cứ nghĩ là mình chỉ là cái hạt cát trên sa mạc thôi quý cô bác anh chị. Ngày trước Hiếu Ngọc nghĩ Hiếu Ngọc chỉ là hạt cát trên sa mạc. Vâng anh Hiếu Hoàng. Trước đây em chỉ nghĩ em là hạt cát trên sa mạc này. Em chỉ muốn là có góp một cái phần tiếng nói lên sự thật về quê hương đất nước, để cho bà con Việt Kiều hải ngoại, để cho bà con trong nước họ biết. Ví dụ như là cái vừa rồi chị em anh em lên mạng thì hầu như đa số cứ nói về cái đặc khu 99 hay là những cái cần nói trong cái cuộc sống hàng ngày thì Hiếu Ngọc nói. Nhưng mà ngày nay á, là Hiếu Ngọc lại ngày nay là Hoàng Dược Sư nó hỏi ai chửi Hiếu Ngọc, nên anh mới nói nó muốn biết ai là muốn biết là ai thì tự tìm hiểu ra. Đúng rồi, Hoàng Dược Sư thì nó chắc chắn là nó biết chứ, trong đấy nó biết, trong đấy là em chửi ba que chứ. Nói chung ba que bây giờ thì nó ung thư nó sắp chết rồi, rồi nó lại bị tim bị đồ nữa, nên là tôi cũng muốn mọi người hiểu biết ai là thù, ai là bạn. Ai là thù, ai là bạn, những cái chuyện khác tôi không mời bạn, không yêu cầu bạn nói trong nhà tôi nhá. Rồi anh Hoàng Thế Linh không có camera, anh Hoàng Thế Linh ơi. Anh Hoàng Thế Linh không có camera, anh lên thì anh ra rồi anh vào rồi em mời anh. À, chứ còn những cái thành phần mà ba que xỏ lá thì luôn luôn là cái tâm địa ác, là đâu có bao giờ mà nó tồn tại lâu được đâu. Bạn nghe ai thì bạn qua đó, nhà tôi là bạn đừng có nói vậy. Thằng Duy Nguyễn này mà hồi nãy mày vào đây mà mày không nói chuyện với chị em. Chào em Duy Nguyễn. Duy Nguyễn ơi là Duy Nguyễn. Giờ chưa ngủ hả? Nghe ai nói đừng có nhắc qua nhắc lại cái chuyện không lên. Em mời mãi mà có lên đâu. Mời mãi mà không lên mà. Duy Nguyễn ơi, ok đi chị mời em lên nói chuyện chị Duy Nguyễn. À, thằng Hoàng Dược Sư à? Rồi ok Duy Nguyễn, em lên. Ủa sao lại mời Duy Nguyễn mà. À, Phi Nam Phạm à? Rồi Duy Nguyễn đang đi chơi ở ngoài. Alo. Chính thức blog Hoàng Dược Sư nhé, Hoàng Dược Sư nhé. À, chính thức chị blog em nhé, Hoàng Dược Sư nhé. Đâu rồi? Hoàng Dược Sư nhé. Cơ quan an ninh dù là một thông tin nhỏ, không bao giờ cơ quan an ninh người ta đưa cho ai nhé. Còn cái chuyện đó là chuyện ngoài, không nên vào đây kích động Hiếu Ngọc. Chưa lên được à? Ừ em đi chơi đi, Sài Gòn vui lắm chị ạ. Ừ. Sao em Phi Nam Phạm xin mời bạn. Ồ, xin chào Hiếu Ngọc nhá. À vâng ạ, không biết là chào Hiếu Ngọc với lại chào mọi người. Dạ. Hiếu Ngọc ơi, cái thằng Hoàng Dược Sư đấy nó muốn vào nó khai thác em đấy, nó hỏi ai là người chửi em để nó nói cho kẻ khác biết đấy. Dạ, em block rồi, em block rồi. Ừ. Em block rồi. Em block rồi, Hoàng Dược Sư chúng ta. Mà cái thằng Hoàng Dược Sư đấy mà, chị anh em chị em mình nói hoài đến cái bọn ba que chống cộng, thế mà nó còn không chịu mổ cái óc nó ra để nó hiểu gì. Dạ. Cái bọn Hoàng Dược Sư này nó, cái thằng Hoàng Dược Sư này nó đầu óc nó chơi chẽn mà. Em block thẳng đó nó lâu rồi, chị cũng block rồi Duy Nguyễn. Chửi ba que xỏ lá, nó cứ vu khống ấy, ăn không nói có. Cho nên từ cái ngày mà anh bị cái bọn ba que nó tự bật đèn xanh cho nhau rồi nó kéo đàn kéo ổ đến nó chửi anh ấy, từ đấy mà đi anh có bao giờ theo dõi cái chương trình của chúng nó đâu hiểu không Ngọc? Dạ em cũng vậy, em không có theo dõi chương trình nó làm gì cho nên nhức đầu à. Em chỉ cái thành phần ba que xỏ lá, ăn không nói có. Dạo này anh thấy cái sinh hoạt của bọn nó cũng không đều giống ngày xưa đâu. Dạ. Chúng nó bây giờ cũng im im rồi, chúng nó cũng dình mình mà có sơ hở gì là chúng nó tố cáo mình đấy. Anh ơi, gớm, cái bọn ba que xỏ lá nó vẫn đang nhòm em đấy. Đúng, nó đang dình em có sơ hở gì để nó lấy cớ, để nó nói mình nọ kia đấy. Nên mọi lời ăn tiếng nói của mình nên phải thận trọng em ạ. Dạ. Bây giờ là em chỉ có chửi ba que xỏ lá thôi, em không có sử sách gì ở đây hết á. Tại em ngu nên em chấp nhận thôi. Thì cứ lĩnh vực nào mà Hiếu Ngọc cảm thấy mình ham hiểu nhiều về cái lĩnh vực đấy thì mình nên đi sâu vào cái lĩnh vực đấy. Còn những cái lĩnh vực mà mình không giỏi đấy thì mình không cần đi sâu. Đi sâu vào thì nó dễ bóc mẽ mình lắm. Dạ. Mà anh có công nhận với em là cái thành phần ba que xỏ lá là nó luôn nó hay đi coi thường và nói xấu và nói không cho người khác đúng không anh? Đúng. Dạ. Cái lần anh chúng nó mở livestream anh vào anh ngồi anh xem thì thấy chúng nó tập trung nó chửi Lưu Ly gớm lắm. Xong anh mới bênh Lưu Ly thôi. Dạ. Xong nó lại bảo anh là ba que. Mà cuối cùng anh cứ ở giữa, anh hoang mang không biết ai là ba que thật sự, ai là ba que giả. Đấm cũng hoang mang lắm, chẳng biết ai yêu nước thật. Ôi em ơi, anh ơi, em bây giờ em chả dám nhận yêu nước hay không yêu nước. Mà em chỉ thấy có một điều là bây giờ là em phát hiện ra được và em phân biệt được rõ ràng đâu là ba que thật và đâu là ba que giả cầy, và đâu là người yêu nước thật và đâu là người yêu nước giả. Dần dần mình biết họ đấy Ngọc Hiếu, dần mình biết họ, cuối cùng mình cũng nhận ra ai là người mình cần phải gần gũi, ai là người cần mình phải xa lánh họ. Anh Hoàng chờ, Thế Linh chờ chút đi. Dạ thì đó thì em bảo rồi, có nghĩa là những cái thành phần ba que xỏ lá này á, là nó chỉ cần thấy mình có sơ hở một chút cái gì, mình chẳng hạn như mình thiếu sót một chút cái gì, hoặc là mình chưa đúng chưa đủ một chút cái gì, một cái là nó mượn cớ vào đấy, một cái là nó có rồi anh Hoàng, là bắt đầu là nó xuyên tạc, nó nói xấu. Đó. Lâu lắm rồi anh cũng thường vào mà anh biết cái nhóm tổ quà đấy lâu lắm rồi. Ê, anh đừng có nhắc ở trong nhà em nha. Okay, em không có nhóm nhắc nào đâu nha. Anh yên tâm dùm em cái. Được. Anh bây giờ là anh bắt que với em thôi. Ok, xin lỗi em. Vâng. Từ ngày mà bọn nó cứ vào nó cứ sâu xé, nó chụp mũ anh là ba que này nọ rồi phản động phản điếc đấy. Đâm từ đấy mà đi anh cũng không có cảm tình với một số người như vậy. Ý là những cái thành phần ba que đấy là anh không có cảm tình cái gì. Không cảm tình. Ba que chúa gì? Chúng nó chống là kiểu chống cộng, kiểu có mục đích của nó đấy, chúng nó chống phá ba que mà chúng nó có mục đích của chúng nó hết rồi. Dạ, giờ em nói với anh như này nhá, bây giờ là khi mà nói ba que là anh biết không, bây giờ ở Việt Nam là nó có rất nhiều loại ba que chủng tộc và ba que mới phát sinh và ba que có ba que chúa và ba que gọi là ba que trùm và ba que có tổ chức. Đúng. Ba que có tổ chức và liên kết nối vòng tay lớn với ba que nước ngoài. Đúng. Đó, mà ba que nước ngoài thì là nếu như mà ba que trong nước mà chửi ba que trong nước mà chửi mà vu khống mà ăn không nói có cho người đàng hoàng tử tế thì là dễ bị kiện, bị thưa. Bữa nay là ba que trong nước nó khôn là nó đưa ra ba que nước ngoài Nó đưa ba quen nước ngoài là ba quen nước ngoài chửi là nhưng ba... mà Hiếu ơi, dạ. Nếu mà anh em mình mà cứ nói chuyện chém ba que kiểu này thôi, nhiều thằng nó ngồi ở dưới nó cũng nhức răng lắm. Đâm nhiều lúc nó cứ hỏi là ai là người chửi chị, ai là người nọ kia chị đó. Nó cứ muốn biết để nó kiếm chuyện, nó kích động nữa mà. Thì đấy thì em bảo là bây giờ ba que nước ngoài là nó đang cấu kết với ba que trong nước, là nó muốn đánh phá phong trào anh em trong nước đấy. Thôi anh nói chút thôi, em cho anh Thế Linh cái gì Ngọc Linh lên đi. Dạ vâng, em chào anh okay. ạ. Cảm em cho anh xuống nhé. Anh lần đầu anh lên đấy. Vâng. Ok. Đâu anh Hoàng Thế Linh đâu, con chào bác Cầm. Mấy giờ rồi cả nhà ơi? Chào Hiếu Ngọc. Dạ. Mấy giờ? Chào mọi người. Anh đã đi ngủ rồi nhưng mà thấy em nói đến cái ba que cái anh lại phải dậy. Lại tỉnh à? Thấy ba que là tỉnh à? Lại tỉnh như sáo. Dạ. Bây giờ nó nhiều ba que quá cho nên là mình cũng ngủ hay giật mình, cứ nghĩ đến từ ba que là lại phải thức. Anh nói với em thế này, anh em mình lên mạng để đánh ba que. Thế bây giờ em vừa nói đấy, ba que trong nước và ba que ngoài nước bây giờ đang hợp tác với nhau để đánh anh em mình. Nói thẳng luôn thế để cho dễ. Dạ. Ừ. Rồi. Không, đánh làm sao được, vui vẻ. Người dân trong nước vẫn còn yêu nước, yêu chế độ này lắm, đánh làm sao được. Dạ. Cái gì mình nói thì mình nói thôi, chứ còn thì không cần phải giải thích với chúng nó làm gì. Dạ. Cái bọn này hôm anh nhớ ra cái nick đó là cái nick Hương Thanh. À. Cái nick Hương Thanh và thằng Phúc đầu chó. À, thôi để lúc nào em block hết rồi, mấy nick đó em block hết rồi. Dạ. Bây giờ chúng nó bu vào nó đánh em. Tức là 4 thằng già đánh một cô phụ nữ. Đâu wow. Anh bây giờ anh phải nói ba que dùm em cái thì em không quan tâm chuyện gì hết á. Em chỉ quan tâm em chửi ba que thôi. 4 thằng ba que nó hùa vào nó đánh cô Ngọc Hiếu. Nó đánh kiểu hội đồng. Thế sau đó là chỉ vì một cái câu mà cô Ngọc Hiếu là giải thích nó cũng đúng. Thôi anh những cái chuyện ấy em đã nói rồi, tức là tất cả những cái gì nó đã qua rồi là em không muốn nhắc lại, mà từ hôm nay trở đi là em đi đánh ba que, anh đừng có nhắc những cái chuyện đó. Nhưng mà anh nói với em một điều thế này. Dạ. Trong một cuộc chiến giữa hai bên thì ai cũng muốn thắng, chẳng ai muốn thua cả. Em có chiến đâu đấy, nhưng mà đây là anh đang nói một cuộc chiến giữa hai nước với nhau, có đúng không? Dạ. Thằng nào thắng, chúng nó cũng muốn tiêu diệt bọn ba que Việt Nam Cộng Hòa. Ngày xưa nó cũng muốn tiêu diệt Cộng sản, và Cộng sản thì quyết tâm cũng tiêu diệt Việt Nam Cộng Hòa, là hai bên là không từ một cái gì. Nghĩa là trong một cuộc chiến thì tất cả những cái vũ khí hiện đại nhất có cái gì phải đem ra để đánh nhau bằng hết thì thôi. Và thậm chí có những cái phải thử nghiệm chưa mới sản xuất, mới là đề tài nhưng cũng phải đem ra. Đó là chuyện rất bình thường, giống như Libya bây giờ. Cho nên là chúng nó này, bọn ba que bây giờ nó lại náo tét đến mức độ mà nó còn ngồi trên cả ông trời. Nó nghĩ rằng là anh em mình phải xin lỗi chúng nó à? Mẹ thì sư bố chúng nó. Anh sẽ hôm nào anh không nói ở diễn đàn của em, nhưng mà sẽ có một cái buổi anh sẽ nói rất kỹ về cái việc này. Thì còn cái tập trung đánh ba que ấy, thì bây giờ ba que trong nước với ba que ngoài nước nó kết hợp với nhau ấy, là cực kỳ nguy hiểm. Thì em đã bảo rồi, ba que trong nước á, thì nó sợ rằng em kiện, tại vì nó nói những cái chuyện mà không có, nó nói nó vu khống cho em toàn những cái chuyện không có, đúng không? Đúng rồi. Thì những cái chuyện không có thì là em phải kiện. Nhưng mà bây giờ nó đưa ra ba que nước ngoài, mà ba que nước ngoài á, thì nói chung á là ra ba que thì chửi bác Cầm đâu. Bác Cầm ơi, bác Cầm có chửi ba que, con mời bác Cầm lên chửi ba que nhé. Anh Cầm như thế là anh Cầm là 5 que, cho nên là anh Cầm thoát, mình chửi ba que thôi, còn 5 que là thoát. Dạ. Anh nói với em là chúng nó bây giờ chúng nó lại muốn là dùng cái chiêu gấp nửa bỏ tay người, xong dạ. Bây giờ nó lại mượn gió để chúng nó đưa ra bên ngoài, để hòng như thế là giảm bớt cái áp lực bên trong, giống như là Trung Quốc nó đánh Biển Đông. Yeah. Thế là bây giờ trong nước nó đánh nhau á quá, thế là bây giờ nó nghĩ ra cái bài để nó đánh chiếm Biển Đông, để cả thế giới đổ xô vào, thế là trong nước nó mới giải quyết được. Cho nên là anh nói em là cái bọn ba que là nó bây giờ nó đang dùng cái chiến dịch điên là... Đấy. Em nói thật với anh Hoàng chứ thực sự em không ngờ là ba que nó lại đưa em lên một cái tầm cao, một cái tầm quan trọng như vậy. Em là quá quan em là quá quan trọng. Đã em chỉ là cái hạt cát thôi, em không nghĩ em là cái tầm quan trọng để cho một mình em như thế là bọn ba que nó khiếp, cho nên là nó phải đánh. Cho nên là giấy phụ nữ Việt Nam rất là kiên cường, kinh khủng khiếp. Bác Cầm có lên không, để mời bác Cầm lên xem bác Cầm chửi bác que nào. Nên nói chuyện với cô Ngọc Hiếu tí cho vui. Hôm nay là cái bọn ba que hôm nay là chúng nó đang ở bên cái diễn đàn của cái ông anh đã quên tên này, đang cũng đang rất nhiều, nhưng mà hôm nay có mỗi ít ba que vào. Phi Nam Phạm mà còn bị chụp mũ là ba que thì xong rồi. Không lên diễn đàn, không lên diễn đàn rồi chụp mũ. Anh em mình bị chụp mũ nó quen rồi, do vậy mà bây giờ nó có chụp đến 10 cái que thì mình cũng vẫn thế thôi, miễn làm sao là chúng ta em là cứ càng xinh đẹp nên là càng tốt, thế thôi. Thế bác Cầm có muốn chém ba que thì con mời lên, mà không thì thôi. Thông báo với anh Cầm nhá, thông báo với anh Cầm nhá, em đã đội mũ bảo hiểm rồi nhá, không bao giờ như thế này ba que chụp được nữa nhá. Còn đứa nào chụp em là đánh chết, có thế thôi. Bây giờ thì không nhân nhượng nữa rồi, không nhân nhượng như trước đây, còn thì ý tứ còn phải như thế là giữ thể diện, bây giờ thì không cần nữa rồi. Thằng nào động đến bọn em là bọn em lích vào mặt, chứ bọn em không sợ nữa rồi. Chứ còn trước đây thì còn ý nhị còn ấy, bây giờ như thế là chúng ta lên mạng đây là đều bằng phân nhau hết, có thế thôi. Ông nói náo là tôi sẽ phạt lại ông, có thế thôi. Chứ bây giờ không chơi cái bài này ý nhị lịch sự này. Cho nên là bọn ba que cứ coi chừng đấy, chúng mày cứ dãy đi, chúng mày cứ ấy đi, thấy chưa? Thôi sẽ... khuya rồi nghỉ anh ơi, thôi khuya là 12 rưỡi rồi. 12 rưỡi rồi à? Vâng. Thế thôi thì vâng. Thôi chúc mọi người, chúc một đêm thật ngủ thật ngon nha. Chúc dạ, em chúc ngủ ngon, đẹp như thế nào đánh ba que thật tốt nha. Dạ.